cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi. Xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui. Nam
tiếp cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Tức là hồi sáng này chúng ta đã học xong cái lời tựa và một cái phần đầu trong cái cảnh giới của Đức Phật. Và trong những cái phút giây ban đầu Đức Phật thành Phật, và nói lên cái phút giây thành Phật đó, thì Đức Phật đã, thứ nhất là cái thân Đức Phật đã dung thông, không phải là tự tánh nữa mà là cái thân Đức Phật nó dung thông hết mười phương pháp giới này. Rồi cái trí tuệ của Đức Phật cũng đủ để có thể khai mở trí huệ cho hằng hà sa số, cho vị Bồ Tát ở khắp pháp giới mười phương. Âm vang của Đức Phật thì dung thông khắp pháp giới vô ngại đến tất cả các loài, các cõi một cách bình đẳng, không có so sánh, phân biệt, và có thể khai thị Phật đạo cho tất cả các cõi, tất cả các thế giới mười phương của tất cả chúng sanh. Và ánh sáng của Đức Phật á, thì lại thứ nhất là làm soi sáng mười phương pháp giới rồi. Nhưng cái điều rất là đặc biệt là ánh sáng của Đức Phật nó không phải là một cái hào quang câu thông giống như bản kinh khác, cũng như là hào quang chiếu sáng giữa chân mày nữa. Mà ánh sáng của Đức Phật là nó, một là dung thông khắp mười phương pháp giới. Ở đây nó diễn tả một cách sâu, rất là sâu, so với các địa kinh điển đại thừa khác. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cái thẩm phẩm Hiện Bảo Tháp chúng ta đọc á, thì Đức Phật phân thân khắp mười phương đi về. Chúng ta thấy rõ ràng là hai bản kinh ở hai trình độ khác ha. Phân thân của Đức Phật ở mười phương là phải tụ hội về cái đạo tràng đó. Rồi trong tất cả những cây báo hiện tiền rồi biến ra những tòa sen báo để tất cả Đức Phật khác đã thâu gom về. Rồi khi tất cả Đức Phật về, các đại Bồ Tát về thâu gom về một cõi. Rồi lúc đó đó, cái mười phương cõi nước nó thông đồng một cõi, chứ không còn cõi người, cõi trời, địa ngục, Atula, vân vân. Và đồng thời là chúng sanh ở cõi đó đang trong hội, cũng như là chư thiên đều được theo được thần lực của Đức Phật đưa lên hư không để có thể tận mắt cái thấy cái tháp Đa Bảo. Thấy chưa? Có nghĩa là cái những cái trí tuệ hay là những cái vọng động của chúng ta, vọng động của mình á, thì vọng tưởng, nhưng mà đối với Đức Phật là Phật phân thân đi giáo hóa. Như vậy là muốn mở cái tháp Đa Bảo thì tất cả Phật phân thân đều gom vào một chỗ, là muốn nói là giống như có một cái định lực để tập trung vào một vị trí. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là cái chúng mà chúng sanh bình thường bị dời đi cõi khác, và lúc đó cái chúng chúng hội đạo tràng cũng không còn ngồi ở vị trí của mình, mà được thần lực Đức Phật là đưa rời khỏi cái mặt đất để mới có thể khai tháp Đa Bảo được. Và trước khi mở tháp Đa Bảo thì mười phương thế giới thông đồng một cõi. Thì cái này, cái đó nó cũng diễn tả gần giống với cái này, nhưng mà cái này nó sâu hơn, là cái thân Đức Phật đã là trùm khắp pháp giới mười phương rồi. Âm thanh Đức Phật là đủ đó, có thể khai thị tất cả chúng sanh muôn loài mà không có nói câu nào. Trí tuệ của Đức Phật là soi sáng. Nhưng mà cái điều đặc biệt là hào quang của Đức Phật đó. Hào quang Đức Phật không phải là dung thông khắp pháp giới mười phương nữa, mà đủ để có thể làm hiển lộ tất cả những cái thần lực của chư Phật mười phương. Đây là điều rất là khó. Ta nói tới cái năng lực, năng lực của một người thành Phật là đủ cái lực để có thể là thấy, hiểu, thấu và tương thông, tương đồng để làm hiển lộ thần lực của chư Phật mười phương pháp giới trong hào quang sáng suốt của chính mình. Đây là điều rất khó. Và chúng ta thấy được điều này, chúng ta mới thấy cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới lý vô ngại. Đấy, ví dụ như nói tới ngang cái chỗ mà Hiện Bảo Tháp rồi đó, là tất cả chúng sanh đều, tất cả Đức Phật phân thân đều gom về. Rồi chúng sanh đó là rời khỏi vị trí ngồi của mình, được nâng lên hư không. Lúc đó tháp Đa Bảo hiển lộ rồi, tháp Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo mới mời Đức Phật ngồi trong cái ngồi chung một tòa trong tháp Đa Bảo đó. Mà thì đó mới có là lý vô sự thôi, lý vô ngại. Nhưng mà kinh Quan Nghiêm là lý vô ngại, đúng không? Rồi tới sự vô ngại, rồi tới lý vô ngại, rồi tới sự vô ngại. Và khi nào mà chúng ta học thông bản kinh Quan Nghiêm thì chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới thứ nhất là lý vô ngại, thứ hai là sự vô ngại, thứ ba là lý vô ngại, thứ tư là sự vô ngại. Thì gọi là chúng ta học xong bản kinh Hoa Nghiêm.
À, cho nên là về thuận, về nghịch, về trong, về ngoài, chúng ta thấy rõ ràng là giữa chư Phật với chư Phật là bình đẳng tuyệt đối với nhau trong cái cảnh giới tu chứng rồi, có thể hiểu, có thể gọi là tương ưng với nhau trong cảnh giới, rồi hiểu và tương ưng trong trí tuệ của mình, ánh sáng có thể dung hòa với nhau rồi. Đó là cái chuyện mà xem như lý vô ngại, chuyện bình thường. Nhưng ở đây làm hiển lộ tất cả những cái thần lực của chư Phật thì là chuyện khó. Ví dụ như người ta, mình ngồi ở đây không, mà mình thấy có một người mà ngoài cái chuyện mà hiểu nhau trong cái trí tuệ tu chứng, mình có thể hiểu người khác thì chuyện dễ lắm. Nhưng mà làm hiển lộ tất cả những cái hành xử của người khác trong một thoáng chốc là chuyện rất khó. Cái này là khó lắm. Cho nên đây thực sự là một cảnh giới cao tột chứ không có vừa. Một cảnh giới tu chứng như vậy, thật ra nếu mà nói đã hiển lộ tất cả những cái thần lực của chư Phật mười phương, thì như vậy là chư Phật mười phương làm cái gì trong nhất cử nhất động nhỏ nhiệm nhất cũng được hiển lộ trong cái quang minh của Đức Phật đang thành Phật ở tại cội Bồ Đề. Trong một thoáng thành Phật đó là mọi chuyện đã xảy ra hết. Thì vậy là tất cả những thần lực chư Phật mười phương cũng đã bị hiển lộ, đã được hiển lộ, thì tất cả những cái việc nhỏ nhiệm nhất của chúng ta ngồi đây bị hiển lộ. Chúng ta không có trốn được. Cho nên ngang đây mà tâm chúng ta tốt, tâm chúng ta xấu, tâm chúng ta ở một cái cảnh giới nào, chúng ta nghĩ thiện, nghĩ ác, dù là một mảy may nhỏ nhất cũng bị sao? Bị hiển lộ. Không? Coi như là tất cả những cái thần lực chư Phật bị hiển lộ thì tất cả những cái thần thông của mình cũng bị lòi ra. Cái thần thông này kiểu gì thì cũng bị hết. Đó, cho nên là chúng ta có thể giấu ai được, nhưng mà đối với chư Phật là tuyệt đối là không có giấu được mảy may nào hết á. Do đó là cái việc mà chúng ta tu tốt, tu xấu, tu đúng, tu sai, rồi tu tinh tấn, giải đãi gì, tất cả mọi cái là đều không thể giấu với các vị đã được giác ngộ. Không có giấu được đâu. Nên nhìn mình ta biết mình tu ra làm sao. Không phải là nói chuyện tu ra làm sao của mình trong đoạn này, mà người ta còn biết là nhiều đời, nhiều kiếp của mình tu làm sao nữa. Đó, cái lại Phật đêm mấy lại đừng có nói dốc, mà ngày nói con cũng tinh tấn lắm thầy, đêm còn lại Phật nhiều lắm, mà hỏi bao nhiêu thì lại mười mấy, hai ba lại gì đó thôi chứ còn không có nhiều. Người ta nhìn ta biết hết rồi, đâu có giấu được đâu. Đó là ra chúng ta mới thấy rằng khi một cái Đức Phật thành Phật là thấy rõ, mà không phải ở đây là sự quán tưởng. Một điều rất lạ là khi một vị thành Phật là phá toan hết, tức là sạch hết tất cả những cái màn che hôn ám trong sinh tử ngàn kiếp, thì toàn thế giới này được mở thông. Chúng ta hiểu như vậy á. Mà toàn thế giới này được mở thông giống như chúng ta đang nhìn cái cảnh hiện tại, là đã vượt thời gian, vượt không gian, không có cái khoảng cách xa đối với một người đã thành đạo. Cho nên tất cả mọi cái đều hiển hiện như chúng ta đang thấy mọi việc trước mắt. Không có chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, là dù có hàng ngàn kiếp về trước đang hiển hiện như chúng ta đang thấy cái sự việc trước mắt, thì phút giây đó mới được gọi là tạm, được gọi là thấy được pháp giới tánh toàn chân. Vậy là trong cái kinh Hoa Nghiêm, tức là cái cảnh giới hoa tạng của chư Phật. Cái hoa đó là thuộc cái dạng hoa tạng, chứ không phải hoa bình thường. Ngày sáng này mình nói rồi, thì cảnh giới hoa tạng rất là trang nghiêm. Mà cái sự trang nghiêm đó là tất cả những cái công đức tu hành của hằng hà sa số chư Phật và chư Đại Bồ Tát trang nghiêm trong cảnh giới hoa tạng này. Do đó nếu mà chúng ta muốn bước đến cảnh giới hoa tạng, để mà chúng ta hòa nhập trong cảnh giới hoa tạng, thì cái công đức tu hành chúng ta cũng phải đạt đến một cái đỉnh điểm nào đó thì mới bước vào được. Đó, cho nên là một lần nữa viết thơ mời tất cả các vị quay trở lại đạo tràng Hoa Nghiêm. Không? Để bước vào cảnh giới hoa tạng Tỳ Lô Giá Na của chư Phật, để chúng ta tiếp tục đi sâu vào cái bản kinh này. Thì hồi sáng là diễn tả trong cái khoảnh khắc thành Phật của Đức Phật, trong cái phút giây mà người ta hòa nhập vào cảnh giới hoa tạng, cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Và trong cái cảnh giới đó tiếp tục, bắt đầu tiếp tục nói, ở trong cái phẩm này thì tiếp tục nói những cái người tham dự, thính chúng bắt đầu có ở trong thế giới này. Tức là ở đây chúng ta học tiếp là bắt đầu ở cái đoạn có 10 thế giới vi trần, số Đại Bồ Tát theo hầu quanh Phật. Chúng ta thấy 10 thế giới vi trần là cái số không tính nổi.
Không thể nào mà tính nổi cái thế giới này, tức là số vi trần mà tới 10 thế giới như vậy là cái đầu mình tưởng không ra. Nổi cái số vi trần đó mình tưởng không ra mà có 10 cái thế giới vi trần như vậy, số đại Bồ Tát vây quanh Đức Phật. Danh hiệu của các ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát, Phổ Bủ Diệm Diệu Quang Bồ Tát, Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát, Phổ Bủ Kế Hoa Tràng Bồ Tát, Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát, Hải Nguyệt Quang Đại Bồ Đại Minh Bồ Tát, Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát, Công Đức Bủ Kế Trí Sanh Bồ Tát, Công Đức Tự Tại Vương Đại Quang Bồ Tát, Thiện Dũng Mãnh Hoa Liên Kế Bồ Tát, Phổ Trí Vân Nhật Tràng Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê Bồ Tát, Hương Nghiêm Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát, Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát, Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát. Có 10 thế giới vi trần số đại Bồ Tát như vậy làm bậc thượng thủ. Chúng ta thấy là bên cạnh Đức Phật thì có các vị Bồ Tát, thì thường là các đạo tràng khác là có hàng Bồ Tát, rồi Thanh Văn, rồi các vị Thanh Văn La Hán, rồi các vị cõi trời, rồi các vị thần, rồi Càn Thác Bà, A-tu-la, Khẩn Na-la, Ma-hầu, La-già, Nhân, Phi Nhân. Đó là thường là các kênh khác đều nói lướt qua cái số thính chúng tham dự. Thì ở đây cũng cái theo cái quy trình chung về lục tụng chủng thành tựu đó thì bắt đầu mới nói lên cái số chúng. Thì chúng ta thấy là ở khởi đầu là ngày Phổ Hiền. Là ngày Phổ Hiền là cái vị Bồ Tát gọi là thượng thủ trong cái hàng Bồ Tát này. Thì kết thúc chúng ta cũng sẽ thấy được cái phẩm Phổ Hiền trong cái bản kinh này. Còn lại các vị Bồ Tát khác ở các cái thế giới, mỗi một thế giới thì nói lên cái phước, rồi nói lên cái trí, rồi nói lên cái hạnh, rồi nói lên cái đẹp, rồi nói lên công đức, vân vân. Tất cả các vị Bồ Tát ở các thế giới như vậy đều câu hỏi: từ xưa chư Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai đồng tu tập thiện căn, thực hành Bồ Tát hạnh. Từ biển căn lành của Như Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba la mật, huệ nhãn sáng suốt, thấy ba đời nơi các môn tâm muội đều đầy đủ thanh tịnh. Biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng sanh, thuận theo giáo hóa đều phục, vào tạng pháp giới, trí vô phân biệt, chứng giải thoát của Phật rất sâu rộng lớn. Có thể tùy phương tiện vào nơi một bậc mà dùng tất cả các hạnh nguyện thường đi chung với trí huệ, cùng tận thuở vị lai rõ thấu cảnh giới bí mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của chư Phật, đã đi trên bậc Phổ Quang Minh của Như Lai, nhập nơi vô lượng tam muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả các chỗ, đồng sự với thế gian, thực hành thế pháp tổng trì rộng lớn, chứa nhóm tất cả các pháp, biện tài thiện xảo, chuyển pháp luân bất thối, biển cả công đức của tất cả Như Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng dường tất cả chư Phật trải qua vô biên vô số kiếp, luôn hoan hỷ không nhàm. Chỗ tất cả chư Phật chứng đạo Bồ Đề, các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện thệ Phổ Hiền đã được làm cho trí thân của tất cả chúng sanh đều được đầy đủ. Chư Bồ Tát trên đây trọn nên vô lượng công đức như vậy. Đó, ở đây thì chúng ta thấy là các vị này á, là khởi đầu từ đâu? Từ Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Từ cảnh giới đó mới bắt đầu đồng tu tập với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tức là tu cùng thời với Đức Phật. Như vậy là những cái chỗ mà thiền định của Đức Phật, những cái trí tuệ của Đức Phật, những cái sở đắc, sở chứng của Đức Phật đều sao? Các vị này đều rõ thông. Nhưng mà như chúng ta đã nói là một Phật ra đời thì ngàn Phật hộ trì. Do vậy là một cái pháp hội
ha, dù là có thính chúng ở các nơi về hay là không có thì các vị Bồ Tát này cũng đã tràn ngập rồi, đầy rồi, đầy người có thể hiểu biết được cái chuyện Đức Phật muốn nói, Đức Phật tu chứng. Và ngoài cái việc mà hiểu được cái pháp của Đức Phật, những cái sở đắc, sở chứng, sở hành của Đức Phật ra, thì các vị này cũng có khả năng biến hiện khắp mười phương pháp giới giáo hóa chúng sanh giống như Đức Phật nữa. Thì công tác Phật sự của các vị này, nếu mà gọi là cái đến đỉnh điểm chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là các vị này chưa thị hiện thôi. Chứ còn tất cả những công đức lành, những cái sự tu tập, những cái phương tiện cũng như cái công hạnh là gần như bình đẳng đối với chư Phật rồi, cái chưa thị hiện thành Phật thôi. Cho nên các vị Bồ Tát này đè gọi là các vị Đại Bồ Tát. Thì ở nơi nào mà có Đức Phật thành đạo á, thì nơi đó các vị xuất hiện trở thành gì? Hộ đạo tràng, phụ làm Phật sự với chư Phật. Đó, thì ra chúng ta mới thấy rõ ràng là thời nào cũng vậy. Nếu mà có một Đức Phật ra đời thì có hàng hà sa số chúng Đại Bồ Tát như vậy. Và muốn như vậy thì từ cái thời mà Đức Phật bắt đầu gọi là sơ thân hành đạo, mà khởi bằng sơ để hành đạo á, thì các vị này đã có mặt rồi. Giống như bây giờ chúng ta bắt đầu có mặt với nhau tu tập, thấy không? Thì đến một ngày nào đó trong chúng hội mình đó là có một người chứng đạo, là tất cả những người này trở thành Đại Bồ Tát để hộ đạo tràng tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Thì vậy là ở bất kỳ cái pháp hội nào của chư Phật cũng có các vị Đại Bồ Tát này là đã cùng tu tập, đã có những cái công hạnh, đã có những cái công phu thiền định, đã khai mở những trí tuệ, đã chứng đắc những cái đạo quả đầy đủ tất cả những phương tiện cũng như cái phước đức công đức và năng lực thiền định cũng như là thần thông phép màu, mỗi mỗi đều có thể biến hiện rộng khắp giống như chư Phật để đi giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ Tát này không phải là một người theo học bình thường nữa, mà đây là những người theo chỉ hộ đạo tràng để trở thành một cái năng lực đạo tràng lớn gìn giữ cái dòng pháp của chư Như Lai khắp mười phương. Lại có thế giới vi trần số chấp kim can thần, diệu sắc na la diên thần, nhật luân tốc tật tràng thần, tu di hoa quang thần, thanh tịnh vân âm thần, chư căn mỹ diệu thần, khả ái lạc quang minh thần, đại thọ lôi âm thần, sư tử vương quang minh thần, mật diệm thắng mục thần, liên hoa quang mani kế thần, vân vân. Thế giới vi trần số kim can thần như vậy làm bậc tối thượng thủ, chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô lượng kiếp quá khứ, nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên mãn, đã đến bỉ ngạn chứa nhóm vô biên phước nghiệp thanh tịnh, đã thông đạt cảnh giới của các môn tam muội, được thần thông theo ở bên Như Lai, nhập cảnh giới bất khả tư nghì giải thoát. Oai quang của các ngài rất hùng mãnh, ở nơi chúng hội tùy theo chúng sanh mà hiện thân để điều phục. Tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào, thời các ngài cũng hóa thân theo qua chỗ của tất cả Như Lai ở, các ngài cũng thường siêng năng hộ vệ. Chúng ta thấy là với các cái chùa mà thường á, là thờ các vị hộ pháp thôi, nhớ chưa? Thì các vị hộ pháp á, thường á, là đi hộ vệ từ cái khoảng gì, các vị La Hán, các vị mà chứng cái quả La Hán á, thì sẽ có đông, số rất đông các vị hộ pháp theo hộ trì. Nhưng mà các vị qua tới Bồ Tát mà từ sơ địa Bồ Tát trở lên đó, thì bắt đầu có các vị thần kim can này hộ vệ. Cho nên đó là đến khi thành Phật thì chúng ta thấy là kể là có vi trần thế giới các vị thần kim can. Thì chúng ta thấy ở các cái chùa mà để cái thờ các tượng thần kim can đó, thì chúng ta nghĩ rằng mấy ông nhìn cái tướng thấy ghê rợn không, để điều phục chúng sanh. Đây là những cái tướng mà mình nghĩ là những người đi theo để hầu, để hộ vệ, để gìn giữ, để nhiếp phục những cái chúng sanh mà tới gọi là khuấy động, khuấy khóa đạo tràng, thì các vị thần kim can này điều phục thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy một điều là chư thần này á, là đã phát một cái đại nguyện lớn trong nhiều kiếp để đi theo hộ vệ, gìn giữ Đức Phật cũng như các vị Đại Bồ Tát. Thì như vậy là khi mà gần gũi được các vị Đại Bồ Tát cũng như gần gũi được Phật thì người đó không phải là người tầm thường. Vì vậy á,
là nguyện đã được viên mãn đến bỉ ngạn. Tức là cái cảnh giới tu chứng các vị này cũng đạt tới những cái đỉnh điểm rất là cao, những cảnh giới tu chứng rất là cao, tương đương với các vị Bà Đại Bồ Tát. Cho nên đó là chứa nhóm vô biên cái phước nghiệp thanh tịnh. Cái phước nghiệp thanh tịnh chúng ta nghe rõ chứ không phải phước bình thường, đây là một cái loại phước nghiệp mà rất là thanh tịnh, mà vô biên vô số cái sự thanh tịnh đó, có nghĩa là đến một cái chiều sâu cái thiền định, cái sự thanh tịnh đó đó. Thanh tịnh đạt tới những cái đỉnh cao của thiền định như là chánh định của Phật đạo như vậy. Rồi thông đạt tất cả cảnh giới của các môn tâm muội, tức là tất cả các thiền định là các vị này đã thông đạt. Những cảnh giới thiền định của chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền là các vị Đại Thần Kim Cang này đã thông đạt. Thì như vậy là nếu mà nhìn một gốc nào đó thì các vị Đại Thần Kim Cang này là gì? Là các vị Đại Đệ Tử của Đức Phật, là các vị Đại Bồ Tát. Nhưng mà hiện tướng của Thần Kim Cang theo để gìn giữ pháp của chư Phật, để hộ trì, để hộ vệ dòng pháp của chư Như Lai thôi. Rồi sao nữa? Đã thông được tất cả các môn tâm muội rồi thì lại được thần thông theo bên của Như Lai, nhập được tất cả những cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Thế các vị này là giải thoát, không còn có nghĩ bàn nữa rồi. Có nghĩa là vừa thiền định nè, vừa trí tuệ nè, vừa giải thoát nè, vừa có đủ năng lực, rồi oai đức của Ngài thì thôi là không thể nghĩ bàn. Tức là cái uy lực, cái oai đức của một cái vị thần Kim Cang mà đứng một cái vùng đó thôi là có thể nhiếp phục hằng hà sa số các vị hộ pháp khác. Một vị hộ pháp có thể nhiếp phục hằng hà sa số các cái chúng ma khác. Thấy chưa? Cho nên các vị hộ pháp là một cái cấp bậc mà cũng là hộ pháp của Đức Phật đó, nhưng mà thấp hơn các vị thần Kim Cang. Khi một vị thần Kim Cang xuất hiện là hộ trì hộ vệ cho chư Phật, như uy đức ghê gớm lắm, không thể lường được. Là nếu một vị nào mà đạt tới ngang cái tầng của Bát Địa Bồ Tát là sẽ có một vị thần Kim Cang hộ rồi đó. Tới Thập Địa Bồ Tát là ít lắm cũng phải hai vị Đại Thần Kim Cang, nhưng mà trong đó là cái lực lượng của Thần Kim Cang là hai đội binh kinh hoàng lắm. Tới Đẳng Giác là nhiều rồi, tới Phật thì hằng hà sa số chúng ta không thể tính. Mà luôn luôn xuất hiện chung quanh Đức Phật là ít lắm cũng phải bốn vị Thần Kim Cang. Tới Đức Phật, tới các vị Đại Bồ Tát rồi, không nói các vị hộ pháp, nói tới Thần Kim Cang thôi. Cho nên chúng hội đây ngoài các vị Đại Bồ Tát ra là xuất hiện cái hàng thính chúng kế tiếp là Đại Thần Kim Cang. Chứ không phải là không nói tới các vị Bồ Tát, không nói tới các vị hộ pháp bình thường. Thì ra là các chùa mà biết cái chuyện này á, thường các chùa mà Đại Thừa mà hiểu được cái chiều sâu thì hay có thờ các vị Đại Thần Kim Cang. Và khi mà cái chùa thờ Thần Kim Cang là chùa đó muốn nói tới Phật Thừa chứ không có nói tới một đạo lý thông thường. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Các vị hộ pháp phải đưa ra đứng xa ngoài chút. Hộ pháp không có trách được, phải đứng đúng vị trí là Thần Kim Cang, phải đứng cái vị trí là đúng cái nghĩa là nó là hầu Đức Phật, hầu Phật, hầu hộ vệ cái đạo tràng để thành Phật. Chứ không có Thần Kim Cang không có hộ vệ bình thường. Tại oai đức vị này nó rất là lớn, thiền định trải qua rất là nhiều cảnh giới, có thần thông, có phép màu, có đầy đủ những cái mà các vị Đồ Tát có là các vị này đều có. Năng lực thiền định, trí huệ, sự giải thoát bất khả tư nghì các vị Bồ Tát có là vị Thần Kim Cang có. Thật ra tôi nói là các vị mà hộ pháp theo cái dòng pháp của Đức Phật, và nhất là xuất hiện ở bên cạnh Đức Phật nữa. Đức Phật giáo hóa ở đâu, xuất hiện cõi giới nào thì tất cả các vị Thần Kim Cang này đều có khả năng xuất hiện ở đó để mà hộ vệ dòng pháp của Đức Phật, ra đủ khả năng để nhiếp phục tất cả những cái ma quân ma quán ở các nơi muốn động tới cái dòng pháp của Đức Phật, muốn khuấy phá dòng pháp Đức Phật là không thể được. Cho nên dù là một cái đất nước mà rất là nhiều đạo giáo mà nó không chống đối ha, không muốn cho cái sự phát triển đạo Phật, nhưng mà đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển. Nếu mà có một vị tu hành đúng với chánh pháp thì các vị Thần Kim Cang này tự động gìn giữ hộ vệ cái đạo tràng, gìn giữ đúng chánh pháp của Đức Phật để phát triển ở chỗ đó. Có rất là nhiều nơi trên thế giới chúng ta thấy là có nhiều cái nước mà không có chấp nhận đạo Phật đâu, nhưng mà các vị vẫn gìn giữ và bảo hộ được. Thì điều đó để chúng ta thấy rằng là nói tới các vị Thần Kim Cang không, là nói tới cái sự hộ vệ lớn, những cái vị có uy đức lớn hơn các vị hộ pháp. Hộ pháp là ông thiện ông ác rồi, không có thể so sánh được.
Cho nên là chúng ta thấy là cái uy lực, cái uy thần của các vị thần Kim Cang, nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy cái tượng hình của các vị thần Kim Cang ghê gớm đúng không? Mọi người thường thường là nhìn thấy hơi bị rợn người. Rồi chúng ta tạc mà chúng ta tạo được cái thần của một vị thần Kim Cang để thể hiện cái uy lực lớn để hộ vệ pháp á. Những người mà có cái tâm tà vô nhìn tượng Kim Cang lần là không dám vô tới chánh điện đốt nhang lần thứ hai luôn. Lấy sợ đến mức độ đó, tà tâm đã bị nhiếp phục liền. À, một là đi theo dòng pháp đó, hai là cái như bỏ trốn mất chứ không bao giờ dám khỏe khỏa. Lại có thế giới vi trần số thân chúng thần, tức là các vị mà thân chúng của các vị thần đó. Hoa kế trang nghiêm thần, quan chiếu thập phương thần, hải âm điều phục thần, tịnh hoa nghiêm kế thần, vô lượng oai thần, tối thượng quan nghiêm thần, tịnh quang hương vân thần, thủ hộ nhiếp trì thần, phổ hiện nhiếp thủ thần, bất động quang minh thần. Có thế giới vi trần thân thần như vậy làm bậc thượng thủ. Từ xưa các thần này đã thành tựu đại nguyện cúng dường phụng sự tất cả chư Phật. Có vị thần gọi là trang nghiêm nè ha, có vị thần gọi là quang chiếu thập phương nè, tức là ánh sáng chiếu khắp thập phương. Có những gọi là điều phục cái sự mà tai chướng, những cái khó khăn trên bước đường hành đạo của các vị đại Bồ Tát cũng như là Đức Phật nè. Rồi các những vị này đó là tịnh hoa nghiêm kế thần, tức là thanh tịnh đạo tràng. Các vị là vô lượng oai nghi, tức là gìn giữ cái oai nghi của tất cả các vị tu. Rồi những vị mà tối thượng quan nghiêm, tức là cái uy quan mà uy nghiêm để hộ vệ. Rồi cái ánh sáng tịnh quang hương vân vân, tức là tất cả những vị thần mỗi một cái việc, mỗi một cái hình tượng, mỗi một cái cảnh giới mà xảy ra trong cái sinh hoạt tu tập của các vị đệ tử của Đức Phật đều có các vị thần này gìn giữ bảo hộ và thu nhiếp những cái chướng ngại cho cái việc mà công phu tu hành của những hành giả mà tiến thẳng đến quả vị Phật. Lại có thế giới vi trần số túc hành thần, bủ ấn thủ thần, liên hoa quang thần, thanh tịnh hoa kế thần, nhiếp chư thiện kiến thần, diệu bủ tinh tràng thần, lạc phổ diệu âm thần, chiên đàn thọ quang thần, liên hoa quang thần, vi diệu quang thần, tích tập diệu hoa thần. Có thế giới vi trần số túc hành thần như vậy làm bậc thượng thủ. Chư thần này trong vô lượng kiếp quá khứ thường gần gũi các đức Như Lai. Lại có thế giới vi trần số đạo tràng thần, tịnh trang nghiêm tràng thần, tu di bủ quang thần, lôi âm tràng tướng thần, vũ hoa diệu nhãn thần, hoa anh quang kế thần, vũ bủ trang nghiêm thần, dõng mảnh hương nhãn thần, kim cang thể vân thần, liên hoa quang minh thần, diệu quang chiếu diệu thần. Có thế giới vi trần số đạo tràng thần như vậy làm bậc thượng thủ. Thở quá khứ cho thần này đã gặp vô lượng Phật, thành tựu nguyện lực thường cúng dường chư Phật. Lại có thế giới vi trần số chủ thành thần, bủ long quang diệu thần, diệu nghiêm cung điện thần, thanh tịnh hỷ bủ thần, ly ưu thanh tịnh thần, hoa đăng diệm nhãn thần, diệm tràng minh hiện thần, thạnh phước quang minh thần, thanh tịnh quang minh thần, hương kế trang nghiêm thần, diệu bủ quang minh thần. Có thế giới vi trần số chủ thành thần như vậy làm bậc thượng thủ. Trong vô lượng bất tư nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai. Chúng ta thấy gần như là cái số thần mà nếu mà tính theo cái đầu của chúng ta chắc là chúng ta cũng không hiểu nổi là có được bao nhiêu. Và gần như là làm trang nghiêm, làm thanh tịnh, là gìn giữ, là hộ vệ tất cả những cái vị thần mà có ở đây đều là những người đã từng gần gũi để làm trang nghiêm đạo tràng, gìn giữ đạo tràng, làm cho cái đạo tràng được sáng lạng, làm cho đạo tràng được thanh tịnh vân vân. Thì mỗi người nó có một cái giống như một trách nhiệm, chúng ta chuẩn bị cho một cái việc gì ở trong ngôi tam bảo, chuẩn bị những cái pháp hội lớn là các vị nó đều có mặt. Để chuẩn bị mà rước Đức Phật hoặc là thỉnh Đức Phật đi đâu thì các vị này đều có mặt ở nơi đó. Ở thế giới nào mà Đức Phật xuất hiện là các vị thần đều có mặt để mà gìn giữ, dọn dẹp. Nói mà Đức Phật chuẩn bị đi tác ý là Đức Phật đi lên cung trời Đâu Xuất, thì từ đây tới cung trời Đâu Xuất là không ai có thể cản đường.
các vị thần này dọn dẹp, giống như tưởng tượng chúng ta đi mà lộ mà gặp còi hú mà quơ 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 cảnh sát là thế nào, có ông cốm đi theo ông cốm đi trong cái đoàn đó, thì các vị thần này luôn làm những cái việc như vậy để gìn giữ, để dọn đường, làm tất cả những cái gì đó mà liên quan tới cái Phật sự Phật hạnh của Đức Phật là các vị này đều ủng hộ, lo lắng và gìn giữ. Lại có thế giới vi trần số chủ địa thần, phổ đức tịnh hoa thần, kiên phước trang nghiêm thần, diệu hoa nghiêm thọ thần, phổ tán chúng bủ thần, tịnh mục quán thời thần, diệu sắc thắng nhãn thần, hương mau phát quan thần, diệt ý âm thanh thần, diệu hoa tiền kiến thần, kim cang nghiêm thể thần. Có thế giới vi trần số chủ địa thần như vậy làm bậc thượng thủ. Chư thần này thời xưa đã phát nguyện rộng lớn, thường gần gũi chư Phật đồng tu phước nghiệp. Lại có vô lượng chủ sơn thần, bủ long khai hoa thần, hoa lâm diệu kế thần, cao tràng phổ chiếu thần, ly trần tịnh kế thần, quang chiếu thập phương thần, đại lực quang minh thần, oai quang phổ thắng thần, vi mật quang luân thần, phổ nhãn hiện kiến thần, kim cang mật nhãn thần. Có vô lượng chủ sơn thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này được pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Lại có bất tư nghì số chủ lâm thần, số hoa như vân thần, trạc cán thơ quan thần, sanh nha phát diệu thần, các tường tịnh diệp thần, thùy bố diệm tràng thần, thanh tịnh quang minh thần, khả ý lôi âm thần, quang hương phổ biến thần, diệu hoang quá diệu thần, hoa quả quan vị thần. Bất tư nghì số chủ lâm thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều có vô lượng quang minh khả ái. Lại có vô lượng chủ dược thần, các tượng thần, chiên đàn lâm thần, thanh tịnh quang minh thần, danh xưng phổ văn thần, mau khổng quang minh thần, phổ trị thanh tịnh thần, đại phát hóng thanh thần, tế nhật quan tràng thần, minh kiến thập phương thần, ích khí minh mục thần. Vô lượng chủ dược thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhân từ cứu giúp muôn vật. Lại có vô lượng chủ giá thần, nhu nhuyến thắng vị thần, thời hoa tịnh quan thần, sắc lực dũng kiện thần, tăng trưởng tinh khí thần, phổ sanh căn quả thần, diệu nghiêm hoàng kế thần, nhận trạch tịnh hoa thần, thành tựu diệu hương thần, kiến giả ái nhạo thần, ly cấu tịnh quan thần, vân vân. Có vô lượng chủ giá thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều được thành tựu đại hỷ. Lại có vô lượng chủ hà thần, phổ phát tánh lưu thần, phổ thuyết truyền giảng thần, ly trần tịnh nhãn thần, thập phương biến hóng thần, cứu hộ chúng sanh thần, vô nhiệt tịnh quan thần, phổ sanh hoan hỷ thần, quảng đức thắng tràng thần, quang chiếu phổ thế thần, hải đức quang minh thần. Có vô lượng chủ hà thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều ân cần để ý cho lợi ích chúng sanh. Lại có vô lượng chủ hải thần, xuất hiện bủ quang thần, thành kim cang tràng thần, viễn ly trần cấu thần, phổ chủy cung điện thần, các trường bủ nguyệt thần, diệu hoa long kế thần, phổ trì quang vị thần, bủ diệm hoa quang thần, kim cang diệu kế thần, hải triều lôi âm thần. Có vô lượng chủ hải thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều dùng biển cả công đức của Như Lai để đầy đủ làm thân mình. Lại có vô lượng chủ thủy thần, phổ hưng vân tràng thần, hải triều vân âm thần, diệu sắc luân kế thần, thiện xảo triền phục thần, ly cấu hương tích thần, phước kiều quán âm thần, tri túc tự tại thần, tịnh hỷ thiện âm thần, phổ hiện oai quang thần, hóng âm biến hải thần. Có vô lượng chủ thần thủy như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lại có vô số chủ hỏa thần, phổ quang diệm tràng thần, phổ tập quan tràng thần, đại quan phổ chiếu thần, chúng diệu cung điệu phần thần, vô tận quan kế thần, chủng chủng diệm nhãn thần, thập phương cung điện như tu di sơn thần, oai quan tự tại thần, quang minh phá ám thần, lôi âm điển quan thần. Có vô số chủ hỏa thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều có thể thị hiện các thứ quang minh làm cho chúng sanh dứt trừ những nhiệt não. Lại có vô lượng chủ phong thần, vô ngại quang minh thần, phổ hiện dũng nghiệp thần, phiêu kích vân tràng thần, tịnh quang trang nghiêm thần, lực năng kiệt thủy thần.
đại thanh biến hóng thần, thọ sóc thùy kế thần, sở hành vô ngại thần, chủng chủng cung điện thần, đại quang phổ chiếu thần, vân vân. Có vô lượng chủ phong thần như vậy, làm bậc thượng thủ, chứ thần này siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn. Có thể mỗi một cái nhóm, một vị thần đều có một cái tác dụng ha. Ví dụ như làm cho chúng sanh hết nhiệt não, làm cho chúng sanh trừ ngã mạn. Thật ra chúng ta thấy là khi mà ở đây á, bắt đầu mà chúng ta thấy ngược ngược qua cái phía mà cái tông gọi là Kim Ken á, tức là bên Mật Tông á, thì nó có những cái câu chú. Những câu chú ví dụ như muốn trừ nhiệt não là phải đọc câu chú gì, bắt cái ấn gì, thì đọc chú đó, ấn đó một thời gian là tự động những cái nhiệt não mình hết, hoặc là tâm ngã mạn của mình nó được tiêu trừ. Như vậy là cũng có một cái thuyết khác, đó là về các cái vị mà thần để mà hộ vệ á, cho cái câu chú đó để cho những người mà hành giả đi tu tập muốn dứt trừ tâm tham, muốn cho được thanh tịnh, muốn kỵ tất cả những cái gì đó, đều có một cái bài và có một cái ấn khế đó. Thành ra có rất là nhiều người đi theo Mật Tông thì họ rất là tin điều này. Và rõ ràng là khi họ trì cái câu chú đó một đoạn thì họ sẽ được một số điều giống giống như trong đó nói, chứ không phải là được hết. Và riêng bên Hiển giáo thì lại có những cái điều khác. Tức là khi mà họ dụng công, họ tu thiền định, thì cái mức độ mà giác ngộ của họ tới đâu để họ phá vỡ cái mê lầm, thì cái việc đó nó dứt trừ. Cái này hai cái rõ ràng là khác nhau. Trong cái nội lực tu chứng của các vị mà tu thiền, thì khi trí huệ khai mở để thấu rõ cái nhiệt não là một cái gì đó nó không thật, thì các vị này vượt qua. Nhưng mà trong lúc tu tập đó thì các vị thần này họ cũng thấy rằng cái công hạnh tu hành của mình đến đỉnh điểm đó, và họ cũng gìn giữ cho một người mà tu hành đến cái mức độ tâm hành đó là sẽ vượt qua được một cái chướng ở nơi tâm của mình. Do đó là mỗi khi mà chúng ta phá một cái tầng vọng chấp để chúng ta thay đổi một cái tầng tâm linh, là có một cái số chư thần có mặt để hộ vệ chúng ta. Thành ra là gần như tất cả những cái việc tu tập của các vị mà tu thiền định ấy, thì chỗ nào chúng ta tu tập mà đúng với chánh pháp thì chỗ đó đều có các vị thần Kim Cang gìn giữ bảo hộ chúng ta, chứ không phải là không có. Không phải là đợi chúng ta trì chú bắt ấn rồi mới có được cái tha lực để có thể trợ giúp mình trong công phu, mà chúng ta chỉ cần dụng công tu tập đúng chánh pháp là đều có các vị hộ thần này, các vị thần Kim Cang hộ pháp này có mặt. Lại có vô lượng chủ không thần, tịnh quang phổ chiếu thần, phổ dụ thâm quản thần, sanh các trường phong thần, ly chướng an trụ thần, quản bộ diệu kế thần, vô ngại quan diệm thần, vô ngại thắng lực thần, ly cấu quang minh thần, thâm diễn diệu âm thần, quan kiến thập phương thần. Có vô lượng chủ không thần như vậy, làm bậc thượng thủ, chư thần này xa lìa trần cấu, tâm rộng lớn, sáng suốt trong sạch. Lại có vô lượng chủ phương thần, biến trụ nhất thiết thần, phổ hiện quang minh thần, quang hạnh trang nghiêm thần, châu hành bất ngại thần, vĩnh đoạn mê hoặc thần, phổ dụ tỉnh không thần, đại vân tràn âm thần, kế mục vô loạn thần, phổ quán thế nghiệp thần, châu biến du lãm thần. Có vô lượng chủ phương thần như vậy, làm bậc thượng thủ, chư thần này có thể dùng phương tiện phóng quang minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt. Lại có vô lượng chủ dạ thần, phổ đức tịnh quan thần, hỷ nhãn quán thế thần, hộ thế tinh khí thần, tịch tịnh hải âm thần, phổ hiện các tường thần, phổ phát thọ hoa thần, bình đẳng hộ dục thần, du hí khoái lạc thần, chư căn thường hỷ thần, sức sanh tịnh phước thần. Có vô lượng chủ dạ thần như vậy, làm bậc thượng thủ, chư thần này thường siêng năng tu tập, vui với chánh pháp. Lại có vô số lượng chủ trú thần, thị hiện cung điện thần, phát khởi huệ hương thần, lạc thắng trang nghiêm thần, hương hoa diệu quan thần, phổ tập diệu dược thần, nhạo tác hỷ mục thần, phổ hiện chư phương thần, đại bi quang minh thần, thiện căn quang chiếu thần,
Diệu Hoa Anh Lạc Thần có vô lượng chủ trú thần như vậy, làm bậc thượng thủ chư thần này thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm sức cung điện. Lại có vô số A Tu La Vương, La Hầu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Vương, Xảo Huyễn Thuật Vương, Đại Quyến Thuộc Vương, Đại Lực Vương, Biến Chiếu Vương, Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm Vương, Quảng Đại Nhân Huệ Vương, Xuất Hiện Thắng Đức Vương, Diệu Hảo Âm Thanh Vương. Có vô lượng A-tu-la Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các A-tu-la Vương này đều đã siêng năng xô dẹp ngã mạn và những phiền não. Tức là qua tới cái phần các vị thần mà chúng ta thấy các vị thần là thuộc về cái dạng như là không thần nữa ha. Rồi thủy thần, rồi hỏa thần, rồi phong thần, rồi địa thần, rồi thượng phương thần, hạ phương thần, trú xứ thần, như là tất cả phương hướng ở phương trên, phương dưới, đông nam, tây nam, phương bắc, đông bắc, tây bắc, đông tây nam bắc, tức là thượng phương, hạ phương, là mười phương, thì đều có chư thần hộ vệ. Và tất cả các nơi đó, tất cả chúng sanh tu tập theo cái công hạnh gì, trong cái phước đức gì, thanh tịnh cỡ nào, thì các vị thần này đều có như vậy. Và trong đạo tràng của Đức Phật lúc này thì ở mười phương đều có các vị thần đầy đủ. Tại vì cái pháp hội khác thì có là A-tu-la này, rồi tới Khẩn Na-la, Ma-hầu, La-già, Nhân, Phi Nhân có đầy đủ. Thì ở đây là chúng ta bắt đầu thấy là các vị A-tu-la, mà các vị La-hầu-la, rồi một số các vị A-tu-la bắt đầu xuất hiện trong pháp hội. Thì chúng ta đọc quen cái kinh điển á, kinh điển Đại Thừa á, thì chúng ta sẽ quen đến một số tên tuổi các vị này. Nhưng mà thường các kinh khác là lướt ngang là các vị Chấp Kim Cang Thần, các vị A-tu-la, Khẩn Na-la, Ma Hầu, La Già Nhân, Phi Nhân, rất là nhiều trong pháp hội của Đức Phật thôi, chứ không có kể tên dài dòng như ở đây. Nhưng bản kinh này thì kể không sót vị nào, để thấy rằng mỗi một vị thần là mỗi một công hạnh. Mà mỗi một công hạnh đó tất cả chúng ta đều tu tập mà đạt được một cái gì đó, là chúng ta thấy rõ ràng là có vị đó đã hộ vệ và gìn giữ cái công hạnh tu hành của chúng ta. Đó là một cái điều nó khác với một cái số kinh điển khác. Lại có Bất Tư Nghì Số Ca Lầu La Vương, Đại Tốc Tật Lực Vương, Vô Năng Hoại Bủ Cái Vương, Thanh Tịnh Tốc Tật Vương, Tâm Bất Thối Chuyển Vương, Đại Hải Sứ Nhiếp Trì Lực Vương, Kiên Cố Tịnh Quang Vương, Xảo Nghiêm Quang Kế Vương, Phổ Thiệp Thị Hiện Vương, Phổ Quán Hải Vương, Phổ Âm Quảng Mục Vương, vân vân. Có Bất Tư Nghì Số Ca Lầu La Vương như vậy làm thượng thủ, các Ca Lầu La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu hộ tất cả chúng sanh. Lại có Vô Lượng Khẩn Na La Vương, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Vương, Diệu Hoa Tràng Vương, Chủ Chủng Trang Nghiêm Vương, Duyệt Ý Hống Thanh Vương, Bủ Thọ Quang Minh Vương, Kiến Giả Hân Lạc Vương, Tối Thắng Trang Nghiêm Vương, Vi Diệu Hoa Tràng Vương, Động Địa Lực Vương, Nhiếp Phục Ác Chúng Vương. Có Vô Lượng Khẩn Na La Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các Khẩn Na La Vương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái lạc, du hí tự tại. Lại có Vô Lượng Ma Hầu La Vương, Thiện Huệ Vương, Thanh Tịnh Quái Âm Vương, Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Vương, Diệu Mục Chủ Vương, Như Đăng Tràng Vi Chúng Sở Quy Vương, Số Thắng Quang Minh Tràng Vương, Sư Tử Ức Vương, Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Vương, Tu Di Kiên Cố Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Vương. Có Vô Lượng Ma Hầu La Già Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các Ma Hầu La Vương này đều xuyên tu tập phương tiện rộng lớn cho chúng sanh dứt sạch hẳn ngu si. Lại có Vô Lượng Giả So, Tỳ Sa Môn Vương, Tự Tại Âm Vương, Nghiêm Trì Khí Tượng Vương, Đại Trí Huệ Vương, Diệm Nhãn Chủ Vương, Kim Cang Nhãn Vương, Dũng Kiện Tí Vương, Dũng Địch Đại Quân Vương, Phú Tư Tài Vương, Lực Hoại Cao Sơn Vương. Có Vô Lượng Giả So Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các Giả So Vương này đều siêng thủ hộ tất cả chúng sanh. Lại có Vô Lượng Đại Long Vương, Tỳ Lâu Bát Xoa Vương, Bạc Kiệt La Vương, Vân Âm Diệu Tràng Vương, Diệu Khẩu Hải Quang Vương, Phổ Quang Vân Tràng Vương, Đức Xoa Ca Vương, Vô Biên Bộ Vương, Thanh Tịnh Sắc Vương, Phổ Vân Đại Quang Vương, Vô Nhiệt Não Vương. Có Vô Lượng Đại Long Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các Long Vương này đều siêng năng khéo may tới là mưa, rưới mưa làm tiêu trừ sự nhiệt não cho chúng sanh.
lại có Vô Lượng Cư Bằng Trà Vương, Tăng Trưởng Vương, Long Chúa Vương, Thiện Trang Nghiêm Tràng Vương, Phổ Nhiễu Ích Hành Vương, Thậm Khả Bố Úy Vương, Mỹ Mục Trang Nghiêm Vương, Cao Phong Huệ Vương, Dũng Kiện Tý Vương, Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Vương, Quảng Đại Thiên Diệu A Tu La Nhãn Vương, vân vân. Có Vô Lượng Cư Bằng Trà Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các cư bằng trà vương này đều siêng tu học pháp môn vô ngại, phóng quang minh lớn. Lại có Vô Lượng Càn Thác Bà Vương, Trì Quốc Càn Thác Bà Vương, Thọ Quang Vương, Tịnh Mục Vương, Hoa Quang Vương, Phổ Âm Vương, Nhạo Diêu Động Diệu Mục Vương, Diệu Âm Sư Tử Tràng Vương, Phổ Phóng Bủ Quang Minh Vương, Kim Cang Thọ Hoa Tràng Vương, Nhạo Phổ Hiện Quang Nghiêm Vương. Có Vô Lượng Càn Thác Bà Vương như vậy làm bậc thượng thủ, các Càn Thác Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại pháp, hoan hỷ kính mến, siêng năng tu tập chẳng mỏi nhàm. Lại có Vô Lượng Nguyệt Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Hoa Vương Kế Quang Thiên Tử, Chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử, An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử, Thọ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử, Thị Hiện Thanh Tịnh Quang Thiên Tử, Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử, Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử, Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử, Đại Oai Đức Quang Minh Thiên Tử. Có Vô Lượng Nguyệt Thiên Tử như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiện tư thiên tử này đều siêng năng mở bài tâm bủ của chúng sanh. Chúng ta thấy qua tới các vị chư thiên rồi. Như vậy là cái người mà dẫn chương trình này là quá chi tiết. Không? Ở các kinh điển đại thừa là có Càn Thác Bà, Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La, Già Nhân, Phi Nhân, Đồng Cơ Hội là đủ rồi. Tức là giới thiệu đại nén, tại vì cái hội đó không có lớn, không có trang nghiêm, mà ở đây là hoa nghiêm, mà cho nên là rất là chi tiết, tất cả thính chúng vô tham dự đều được giới thiệu. Ra giới thiệu mới sót từ Càn Thác Bà nào, rồi A Tu La nào, Khẩn Na La, Ma Hầu La, Già Nhân, Phi Nhân đều được giới thiệu rất là kỹ. Bây giờ tới các vị chư thiên á, thì chúng ta chuẩn bị nghe cũng rất là dài, tức là chư thiên đông hơn. Chư thiên hộ pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đã tới pháp hội rồi thì chúng ta cũng cố gắng nghe giới thiệu các vị tham dự cái đã, đúng không? Chúng ta phải nghe và biết hết các vị thiên tử. Hồi nãy là Nguyệt Thiên Tử, bây giờ tới là Nhật Thiên Tử. Có Vô Lượng Vô Biên Nhật Thiên Tử, Nhật Thiên Tử Quang Diệm Nhãn Thiên Tử, Tu Di Quang Khả Úy Kính Tràng Thiên Tử, Ly Cấu Bủ Trang Nghiêm Thiên Tử, Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử, Diệu Hoa Quang Minh Thiên Tử, Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, Vũ Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, Quang Minh Nhãn Thiên Tử, Trì Thắng Đức Thiên Tử, Phổ Quang Minh Thiên Tử, vân vân. Có Vô Lượng Nhật Thiên Tử như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên tử này đều siêng tu tập nơi lợi ích chúng sanh, thêm lớn căn lành cho họ. Lại có Vô Lượng Đao Lợi Thiên Tử, Thích Ca Nhân Đà La Thiên Tử, Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương, Từ Mục Bủ Kế Thiên Vương, Bủ Quang Tràng Danh Sương Thiên Vương, Phát Sanh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Chánh Niệm Thiên Vương, Tu Di Thắng Âm Thiên Vương, Thành Tựu Niệm Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Tịnh Quang Thiên Vương, Trí Nhật Nhãn Thiên Vương, Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương, vân vân. Có Vô Lượng Đạo Lợi Thiên Vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều siêng phát khởi những phước nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian. Lại có Vô Lượng Dạ Ma Thiên Vương, Thiện Thời Thần Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, Vô Tận Huệ Công Đức Tràng Thiên Vương, Thiện Biến Hóa Đoan Nghiêm Thiên Vương, Tổng Trì Đại Quang Minh Thiên Vương, Bất Tư Nghì Trí Huệ Thiên Vương, Luân Tê Thiên Vương, Quang Diệm Thiên Vương, Quang Chiếu Thiên Vương, Phổ Quang Sát Đại Danh Sưng Thiên Vương. Có Vô Lượng Dạ Ma Thiên Vương như vậy làm bậc thượng thủ, chứ thiên vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ túc. Lại có Bất Tư Nghì Số Đôi Xuất Thiên Vương, Tri Túc Thiên Vương, Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương, Tối Thắng Công Đức Tràng Thiên Vương, Tịch Tịnh Quang Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Diệu Mục Thiên Vương, Bủ Phong Tịnh Nguyệt Thiên Vương, Tối Thắng Dũng Kiện Lực Thiên Vương, Kim Cang Diệu Quang Minh Thiên Vương, Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Trang Nghiêm Thiên Vương. Có Bất Tư Nghì Đâu Xuất Thiên Vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều siêng trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật.
Lại có vô lượng hóa lạc thiên vương, thiện biến hóa thiên vương, tịch tịnh âm quang thiên vương, biến hóa lực quang minh thiên vương, trang nghiêm chủ thiên vương, niệm quang thiên vương, tối thượng vân âm thiên vương, chúng diệu tối thắng quang thiên vương, diệu kế quang minh thiên vương, thành tựu hỷ huệ thiên vương, hoa quang kế thiên vương, phổ kiến thập phương thiên vương. Có vô lượng hóa lạc thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chứ thiên vương này đều siêng điều phục tất cả chúng sanh cho họ được giải thoát. Lại có vô số tha hóa tự tại thiên vương, đắc tự tại thiên vương, diệu mục chủ thiên vương, diệu quang tràng thiên vương, võng mãnh huệ thiên vương, diệu âm cú thiên vương, diệu quang tràng thiên vương, tịch tịnh cảnh giới môn thiên vương, diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương, hoa nhị huệ tự tại thiên vương, nhân đà la lực diệu trang nghiêm minh thiên vương. Có vô lượng tự tại thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều siêng tu tập pháp môn rộng lớn phương tiện tự tại. Lại có vô số đại phạm thiên vương, thi khí thiên vương, huệ quang thiên vương, thiện huệ quang minh thiện thiên vương, phổ vân âm thiên vương, quán thế ngôn âm tự tại thiên vương, tịch tịnh quang minh nhãn thiên vương, quang kế biến thập phương thiên vương, biến hóa âm thiên vương, quang minh chiếu diệu nhãn thiên vương, duyệt ý hải âm thiên vương. Có vô số phạm thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều đủ đại từ thương xót chúng sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng sanh đều được vui đẹp. Kể hết tất cả các trần tài ở trong này, tức là cõi trời từ tha hóa tự tại, rồi đế thích, rồi đại phạm thiên, rồi các vị quan âm thiên vân vân, đều là không thiếu hơn. Tới các lại có vô lượng quan âm thiên vương, khả ái nhạo quang minh thiên vương, thanh tịnh diệu quang thiên vương, năng tự tại âm thiên vương, tối thắng diệm trí thiên vương, khả ái nhạo thanh tịnh diệu âm thiên vương, thiện tư duy âm thiên vương, phổ âm biến chiếu thiên vương, thậm âm quang âm thiên vương, vô cấu xưng quang minh thiên vương, tối thắng tịnh huệ quang thiên vương. Có vô lượng quang âm thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này thường an trụ nơi pháp môn hỷ lạc tịch tịnh rộng lớn vô ngại. Nãy giờ đọc đây có vị thiên vương nào trúng tên chưa ta? Chúng ta thấy là các cõi trời không thiếu, mà rõ ràng là vị sứ ngôn viên này, hơi MC này hơi bị quá kỹ, giới thiệu không sót vị nào hết. Lại có vô lượng biến tịnh thiên vương, thanh tịnh danh xưng thiên vương, tối thắng kiến thiên vương, tịch tịnh đức thiên vương, tu di âm thiên vương, tịnh niệm nhãn thiên vương, khả ái nhạo kế tối thắng quang chiếu thiên vương, thế gian tự tại chủ thiên vương, quang diệm tự tại thiên vương, nhạo tư duy pháp biến hóa thiên vương, biến hóa tràng thiên vương, tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương. Có vô lượng biến tịnh thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều đã an trú trong pháp môn rộng lớn, siêng làm lợi ích cho thế gian. Lại có vô lượng quảng quả thiên vương, ái nhạo pháp quang tràng thiên vương, thanh tịnh trang nghiêm hải thiên vương, tối thắng huệ quang minh thiên vương, tự tại trí huệ tràng thiên vương, nhạo tịch tịnh thiên vương, phổ trí nhãn thiên vương, nhạo triền tuệ thiên vương, thiện chủ huệ quang thiên minh thiên vương, vô cấu tịch tịnh quang thiên vương, quảng đại thanh tịnh quang thiên vương. Có vô lượng quảng quả thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương này đều dùng pháp tịch tịnh mà làm cho cung điện và an trụ trong đó. Lại có vô số đại tự tại thiên vương, diệu âm hải thiên vương, tự tại danh xưng quang thiên vương, thanh tịnh công đức nhãn thiên vương, khả ái nhạo đại huệ thiên vương, bất động quang tự tại thiên vương, diệu quang trang nghiêm nhãn thiên vương, thiện tư duy quang minh thiên vương, khả ái nhạo đại trí thiên vương, phổ âm trang nghiêm tràng thiên vương, cực tinh tấn danh xưng quang thiên vương. Có vô số đại tự tại thiên vương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên vương thần lực siêu đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng. Lúc bây giờ hải chúng đều đã vân tập nơi đạo tràng của Đức Như Lai, tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Cả chúng hội này đều đã rời tất cả những tâm cấu nhiễm phiền não và những tập ký dư thừa, xô dẹp tòa núi trọng chướng, được thấy Phật không bị trở ngại. Đại chúng này từ vô lượng kiếp xa xưa đã được sự nhiếp thọ của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật trong thời kỳ tu Bồ Tát hạnh. Họ đã được giáo hóa thành thục và đều được an trụ nơi nhất thiết chủng trí, đã vun trồng vô lượng đức lành, đều được đại phước đức.
đã vào nơi nguyện hải phương tiện, đến thực hành điều hoàn toàn thanh tịnh, đã khéo xuất ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thẳng giải, thắng giải, vào trong biển lớn công đức của Như Lai, đã được du hí thần thông nơi môn giải thoát của chư Phật. Và chúng ta mới thấy là các vị được kể ở đây á, là không phải chỉ xuất hiện nơi cái đạo tràng mà Đức Phật nói kinh Quan Nghiêm này, mà từ xưa đã gần gũi thân cận để cúng dường Đức Tỳ Lô Giá Na Phật rồi. Trong giai đoạn Đức Tỳ Lô Giá Na Phật đã tu hạnh Bồ Tát thì Ngài đã giáo hóa cho các vị chư thiên này. Thật ra chúng ta thấy ở tất cả cái cõi trời không phải là cái việc làm phước như chúng ta đã hiểu, không? Về cõi trời không phải là việc làm phước nữa, mà các vị đã tu hằng hà sa số kiếp, rồi gần gũi thân cận cúng dường, tu tập học hiểu và đã đạt được những công phu thiền định. Chúng ta thấy là đã vung trồng cội đức vô lượng, đều được đại phước, tức là phước đức ghê gớm, không phải là phước đức bình thường mà có thể về cõi trời. Và vào nơi đại nguyện hải phương tiện, tức là có một cái đại nguyện rất là rộng lớn, làm phương tiện để lui tới tất cả các cõi, và nhất là cõi trời, rồi theo hộ vệ Đức Phật để làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài, và luôn luôn xuất hiện trong các đạo tràng của Đức Phật để mà làm lợi ích chúng sanh, thì rõ ràng là một đại nguyện rất là lớn. Và nơi nào, ví dụ như bây giờ cái bản kinh Quan Nghiêm này ra Đức Phật thuyết xong, thì Đức Phật nói là cái bản kinh Quan Nghiêm này xuất hiện ở đâu thì ai là người có thể hộ vệ để gìn giữ, để phò trì, để làm cho chánh pháp Đức Phật hưng thịnh và phát triển, thì có hằng hà xá số chư thiên phát nguyện phát tâm sẽ hộ vệ. À, ra mỗi một từ, mỗi một cái chữ trong bản kinh này thực sự có hằng hà sa số chư vị hộ pháp long thiên, các vị chư thiên gìn giữ và bảo hộ bản kinh này, không đơn giản mà có ai có thể phá hủy nổi bản kinh này. Thật ra dù là bất kể thời điểm nào, bất kể nơi đâu mà có bản kinh, mà nhất là những cái bản kinh đại thừa như thế này, thì các vị chư thiên tử cũng như các vị long thiên hộ pháp đều gìn giữ đầy đủ, không có thiếu sót. Nhưng mà các vị này chúng ta mới thấy là cái chỗ thực hành đều hoàn toàn thanh tịnh, tức là cái phước lớn rồi, vào nên nguyện hải phương tiện rồi, rồi lại công phu để thành tựu được thanh tịnh cái tâm của mình, và cái điều quan trọng là khéo xuất ly, tức là đạt được cái sự giác ngộ giải thoát nữa. Tức là các vị chư thiên đều là những người giác ngộ giải thoát, đi theo dòng pháp chư Phật từ rất lâu. Cho nên mình hay dùng cái từ là các vị chư thiên hộ pháp, thì không phải là các vị chư thiên là những người thấp hơn những người đang tu. Mình ví dụ như mình nói mình đang tu sẽ có các vị chư thiên hộ trì cho mình, thì không có nghĩa là mấy ổng dở hơn mình mà theo hộ trì. Mình phải theo gắng hộ trì cái dòng pháp Đức Phật để gìn giữ. Còn có ai đi theo đúng dòng pháp Đức Phật thì các vị gìn giữ để cho yên ổn tu hành. Mà các vị này có đầy đủ những cái năng lực, có đầy đủ thiền thần thông, có đầy đủ trí tuệ, chứ không phải là người thường mà có thể gìn giữ giáo pháp Đức Phật. Người thường thì không theo nổi cái dòng pháp Đức Phật để gìn giữ đâu. Và coi như là đã đạt được cái xuất ly nè, thường thấy Phật một cách rõ ràng. Mình không biết kiếp nào mới được thấy Phật, đúng không? Nhưng mà tất cả các vị chư thiên đều thấy Phật rõ ràng, không có cái gì có thể chứng ngăn được nữa. Tức là khi mà tất cả những cái vô minh hôn ám đã tiêu trừ được rồi á, đạt được những trí huệ sâu xa và đạt được những cái thắng giải, vào được công đức của chư Như Lai, thì đây là rõ ràng mấy cái vị chư thiên này là đều là cái gì? Hiện thân của các vị Đại Bồ Tát đã tu hành giác ngộ, nhưng mà hiện thân làm chư thiên ở tất cả các cõi trời để mà hộ vệ dòng pháp Đức Phật, để mà giáo hóa tất cả chúng sanh ở trong các cõi. Rồi đạt được cái gì? Du hí thần thông nơi môn giải thoát của chư Phật, thì rõ ràng đó là các vị Đại Bồ Tát rồi, chứ không còn ai, phải không? Cho nên chúng ta cứ nghĩ đó là các vị thiên tử, các vị chư thiên bình thường là chúng ta đã sai. Không có nghĩa là chúng ta tu hành có phước về cõi trời. Có phước, như từ trước giờ chúng ta nói, ví dụ như chúng ta cúng dường, chúng ta làm những cái điều phước ở thế gian này mà đủ cái phước để sanh về cõi trời thì cõi trời gần đó thôi, tứ thiên vương gần ở đây thôi. Rồi các cõi trời khác phần đông là do thiền định để mà về, thì điều đó từ trước giờ chúng ta nói rồi ha. Tới thứ hai là chư thiên giải thoát môn, phần hai. Diệu diệm hải đại tự tại thiên vương được giải thoát môn, có sức phương tiện tịch
tịnh khắp pháp giới hư không đó. Bây giờ bắt đầu mới nói từng vị chư thiên. Thì cái vị chư thiên thứ nhất là Diệu Diệm Hải Đại Tự Tại Thiên Vương, được cái môn đầu tiên là giải thoát môn, tức là đạt được cái giải thoát và có sức phương tiện tịch tịnh khắp pháp giới hư không giới. Rõ ràng là ông trời này là một ông trời mà giải thoát tự tại khắp pháp giới, không có một chỗ nào ngăn ngại, nhưng mà tạm thời đã mượn cái thân ở một cõi trời. Với chúng ta thì nghe nói cõi trời nó hơn nhân gian chút, phước báo hơn chút, là thật sự là hơn tới hàng tỷ tỷ kiếp công phu của mình mấy các vị mới lên tới cõi trời. Như có cõi trời mà chúng ta thường hay nói là rất là nhiều cái vị hòa thượng phát tâm phát nguyện là sau khi tịch về đâu, về cung trời Đâu Xuất. Đâu Xuất ở nơi đó Đức Phật Di Lặc hiện đang giáo hóa, Bồ Tát Di Lặc chứ chưa thành Phật hiện đang giáo hóa ở đó. Và chúng ta nhìn lại lịch sử Đức Bổn Sư của mình là trước khi tới đây thì Đức Bổn Sư ở đâu? Cung trời Đâu Xuất. Nhà ra cung trời Đâu Xuất là một cái cung trời hội tụ chư đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật tất cả các cõi. Cho nên là các vị thiền sư thì không có phát tâm đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà các vị phát tâm tới cõi trời Đâu Xuất thôi à. Nhưng mà chưa biết là cõi nào hơn cõi nào. Chúng ta chưa thấy những cõi Tây Phương Cực Lạc trở về đây giáo hóa đúng không? Nhưng mà trong lịch sử chúng ta thấy rất là nhiều các vị đạo Bồ Tát từ cõi trời Đâu Xuất đi tới các cõi này để tu hành thành Phật, giáo hóa chúng sanh thì rất là nhiều. Thành ra chúng ta nghe cái cõi trời là có một cái gì đó nó thân cận gần gũi mình, thì mình nghĩ nó là ở những cái cõi thường, những cái vị chỉ biết làm phước thôi, chứ thực sự không phải. Đây là những người mà đã đạt ngộ giải thoát thực sự để đi đến các cõi trời, tạm mượn gọi là trú xứ cõi trời thôi, chứ thực sự các vị, những cái cảnh, những cái cõi của cái thiền định á, thì nó có một cái cảnh tương ưng, mà có khi chúng ta gọi đó là cõi thánh, có khi chúng ta gọi đó là cõi trời. Nhưng thực sự là các vị cõi trời đều là những người có cái công hạnh tu hành rất là sâu. Tự tại danh xưng Quang Thiên Vương được giải thoát môn, quan sát khắp tất cả đều được tự tại. Tức là vị Thiên Vương này là có cái khả năng để thấy biết tất cả các cái trong thế gian này, không có cái gì sót hết. Đó thì ông trời này mình làm gì không biết hết đó. Quan sát tự tại không có cái gì mà chướng ngại vị này hết. Muốn thấy cái gì là thấy, muốn biết chuyện gì là biết. Tâm của mình đang khởi nghĩ điều gì tốt xấu như thế nào là vị quan sát tự tại này biết không còn sót. Tự tại danh xưng Quang Thiên Vương. Thanh tịnh công đức nhãn Thiên Vương được giải thoát môn, biết tất cả pháp vô tướng, không sanh diệt, không lai khứ, vô công dụng hạnh. Ghê không? Đây nghĩa là cái lý luận của thiền đúng không? Tất cả các pháp đều là vô tướng, là không sanh, không diệt, không lai, không khứ, vô công, dụng hạnh, được gọi là đạo. Chúng ta thường nghe như vậy. Thì vậy là cái vị trời thanh tịnh công đức nhãn Thiên Vương đã đạt được cái này. Thành ra vị nào mà tu tập một phen, chúng ta thấy tất cả các pháp đều là vô tướng đúng không? Thấy tất cả các pháp đều là không sanh, không diệt, không khứ, không lai, là đã bắt đầu sống giữa thế gian này, vô công dụng hạnh là đạo. Thì vị này cũng ngang tầm với vị trời thôi. Mà cỡ đó là ở thế gian mình gọi là tổ sư rồi, gọi là thiền sư rồi đúng không? Những lý luận của thiền cũng không có hơn những chỗ mà tất cả các pháp đều là vô tướng, là không sanh không diệt, là vô công dụng hạnh. Ở trong cái cõi đời này mà kiếm một người vô công dụng hạnh đạo dễ không? Khó lắm rồi không? Nhưng mà các vị trời đều có khả năng đạt tới những điều đó. Rồi chúng ta thấy là học cái bản kinh này để chúng ta thấy rõ ràng là các vị cõi trời không phải là người bình thường. Với trí tuệ Phật đạo, với công phu tu hành, những cái thiền định đạt được là các vị đã đạt được tới tất cả những công hành đó hết. Nhưng mà nó chưa có viên mãn tròn đầy, cho nên trú ngụ một số cõi trời để tiếp tục rồi lui tới, để mà một là hộ pháp của Đức Phật, hai là theo Phật học pháp, thứ ba là hộ vệ tất cả các đạo tràng chánh pháp của Đức Phật, để mà tăng thêm cái phước báo và tăng trưởng công phu tu hành của mình. Khả ái nhạo đại huệ Thiên Vương được giải thoát môn, biển trí huệ hiện thấy thiệt tướng của tất cả các pháp. Thật ra ở mình mà mình học cho tới một cái ngày, mình tu cho tới một cái ngày mình thấy thật tướng tất cả các pháp, dễ không? Như chúng ta bây giờ có mấy người thấy được thật tướng tất cả các pháp?
Hỏi dễ đúng không? Nhưng mà với cái trí tuệ của một vị trời tu tập đó, mỗi người chứng miếng vậy đó, và tất cả các vị này đều là những người mà xuất hiện trong đạo tràng của Đức Phật, cũng như sau này thì nó cũng dính dấp tới một số những cái công hạnh tu hành ở phía sau, ở cái đoạn sau. Mình sẽ dĩ giới thiệu cái này, tức là muốn nói tới cái nhìn, ví dụ như cái nhìn tất cả các pháp là không, tất cả các pháp là vô tướng, là bất sanh, là bất diệt, là không khứ, là không lai, là vô công dụng hạnh đạo, hoặc là thấy được thiệt tướng của tất cả các pháp. Thì trên bước đường hành đạo của chúng ta đều phải trải qua những cái thấy biết này ở phần sau, hoặc là cái cuộc đời tu tập chúng ta cũng phải trải qua những cái thấy biết này. Nếu mà chúng ta không qua được những cái thấy biết này, không đạt được, không đến được những cái thấy biết này, thì chứng tỏ rằng cái công phu tu hành chúng ta cũng chẳng có được cái gì, chẳng có được cái gì đâu. Bất động quan tự tại thiên vương được giải thoát môn, đại định phương tiện đem lại vô biên sự an lạc cho chúng sanh. Tức là vị bất động quan tự tại thiên vương này đạt được đại định, và cái khả năng đại định đó mà còn đem lại cái vô ngại, vô biên cái sự an lạc cho chúng sanh trong cõi nước này nữa, và tất cả cõi nước ở mười phương. Đó là một cái sức định lớn không? Diệu trang nghiêm nhãn thiên vương được giải thoát môn, quán sát pháp tịch tịnh, dứt những si mê bố úy. Tức là những cái si mê sợ hãi của tất cả chúng sanh được cái vị mà diệu trang nghiêm thiên vương này đạt được cái cảnh giới giải thoát tịch tịnh đó, dứt hẳn tất cả những cái si mê lầm lạc của chúng sanh, tâm của mình cũng như là chúng sanh ở khắp pháp giới này. Thiện tư duy quang minh thiên vương được giải thoát môn, công hạnh tư duy khéo vào vô biên cảnh giới, chẳng khởi tất cả cõi hữu lậu. Vị này đạt tới cái vô lậu luôn rồi. Tức là tư duy, những công hạnh tu tập khéo léo, trí tuệ sáng suốt, nhiệm màu để có thể vượt thoát cái cõi hữu lậu, đạt tới cái cảnh giới vô lậu giải thoát. Ở chư thiên đạt tới cảnh giới này rồi thì không phải là chư thiên bình thường. Khả ái nhạo trí thiên vương đạt được giải thoát môn, đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất động và vô sở quý. Cái này là đại Bồ Tát chứ không phải chư thiên bình thường nữa. Tức là quý vị chư khả ái nhạo thuyết đại trí thiên vương này là có khả năng đi khắp pháp giới mười phương mà thuyết pháp á, nhưng vẫn bất động, tức là trụ trong cái đại định và không hề có cái gì sợ hãi. Muốn thuyết pháp ở cõi nào, ở cõi trời nào, hoặc là ở cõi nhân gian nào, ở cái pháp giới mười phương này có bao nhiêu đạo tràng cần cái vị này tới thuyết pháp là xuất hiện ở đó thuyết pháp, không hề có bất kỳ một cái sự lay động nào. Thì rõ ràng là cái năng lực định này không có nhỏ. Không, giống như Đức Phật không rời đạo tràng mà thuyết pháp ở khắp pháp giới mười phương thì vị này cũng có cái năng lực đó và không hề có sự sợ hãi nào. Phổ Âm trang nghiêm tràng thương vương được giải thoát môn, vào cảnh giới tịch tịnh khắp hiện quang minh của chư Phật. Không, vị này thì hiện cái ánh sáng quang minh của Đức Phật. Vậy vậy là đủ sức để có thể hiện ánh sáng quang minh của Đức Phật thì không phải là mọi người bình thường mới có đủ cái sức này. Khi mà đạt tới cái quang minh, cái ánh sáng của chư Phật là rất là khó. Tức là tu hành để mà đạt được cái ánh sáng này khó rồi, nhưng mà lại còn có khả năng hiện cái quang minh của Đức Phật nữa, thì rõ ràng là một công hạnh tu hành rất là lớn. Danh xưng quang thiện tinh tấn thiên vương được giải thoát môn, an trụ nơi chỗ tự ngộ mà dùng vô biên cảnh giới rộng lớn làm cảnh sở duyên. Ở đây là một vị mà tự ngộ để sử dụng cái gì, cái kiến giải, cái công phu tu hành của mình, chứ không có nương vào cái sự học hỏi bên ngoài, tức là tự tu tự ngộ. Thì vậy là vô biên cái cảnh giới rộng lớn ở khắp pháp giới mười phương là cảnh sở duyên để vị này thấy biết mà có thể nhận được Phật đạo, nhận được chân lý. Bây giờ diệu diệm hải thiên vương nương oai lực của Phật quan sát khắp các chúng đại tự tại thiên, liền nói kệ rằng: thân Phật phổ biến các đại hội, đầy khắp pháp giới không cùng tận, tịch diệt vô tánh bất khả thủ, vì cứu thế gian mà xuất hiện. Bây giờ vị này bắt đầu quan sát chúng hội, khen Đức Phật. Nãy là xuất hiện để hộ vệ đạo tràng thôi, nhưng bây giờ bắt đầu nói với thính chúng của mình ha, làm bài kệ khen Đức Phật.
Thì như hồi đầu nói là thân Phật phổ biến các đại hội, tức là khắp tất cả pháp hội ở mười phương pháp giới này, thân Phật đều hiển hiện nơi đó. Hiển hiện mà bất động, hiển hiện mà không lay động, vẫn là yên ở cái cội Bồ Đề. Nhưng mà pháp hội nào có hội chúng thì thân Phật lại hiển hiện ở nơi đó. Tức là cái khả năng thần biến của Đức Phật khắp pháp giới mười phương không có chỗ nào thiếu sót, phải không? Đầy khắp pháp giới không cùng tận, tức là không có chỗ nào mà thân Phật không hiển hiện hết đó. Vậy vậy là chỗ này có Phật hiển hiện không? Có, chỗ này là có thân phần Đức Phật hiển hiện ở đây. Cho nên chúng ta đang ở trong thân của Đức Phật để mà nói pháp Phật. Tịch diệt vô tánh bất khả thủ, mặc dù là hiện thân khắp pháp giới mười phương nhưng mà rất là gì? Rất là thanh tịnh và không có cái gì đó sai biệt, không có cái động đậy, tức là vẫn tịch tịnh, vẫn thanh tịnh nhiệm màu, và không có gì, không có chỗ để chấp thủ. Tức là dù hiện thân như vậy nhưng mà làm một cái gì đó nó rộng suốt, nó lưu thông, nó tự tại, nó thanh tịnh, chứ không có phải là hiện thân ở đâu là dính ở đó. Nhưng mà mình hiện đây mình có dính không? Nói cái thân mình dính mình gỡ không ra, đúng không? Chưa nói chuyện khác, nhưng mà đây là cái thân Phật là tịch diệt vô tánh, không có cái chỗ để có thể chấp thủ, không có chỗ để có thể dướng mắt trở lại. Tức là cái thân Đức Phật dung thông khắp pháp giới mười phương, nhưng mà không làm ngăn ngại, không làm vướng chấp ai, vẫn thanh tịnh tịch diệt bình thường. Vì sao? Vì cứu thế gian mà xuất hiện. Cho nên chúng ta thấy rằng ở nơi nào có chánh pháp thì chúng ta coi chừng đó là hiện thân của Đức Phật. Tại vì cứu thế gian Đức Phật hiện thân khắp pháp giới mười phương không cùng tận mà. Thật ra là chỗ nào mà nói được chánh pháp của Đức Phật là coi chừng đó là hiện thân của Đức Phật tới. Không? Thế nên nếu mà nói được cái pháp đúng với chánh pháp Đức Phật để mà cho tất cả chúng sanh đều giác ngộ là chúng ta thấy đó là cái hiện thân của chư Phật. Như Lai Pháp Vương xuất thế gian, thắp đèn diệu pháp chiếu cõi đời, cảnh giới vô biên cũng vô tận, đây chỗ chứng của tự tại danh. Tức là cái ông này ông thấy là nói gì? Như Lai Pháp Vương xuất thế gian, tức là thấy Đức Phật là vị Pháp Vương, là vua của tất cả các pháp đã xuất hiện ở thế gian này rồi, làm cho ngọn đèn diệu pháp chiếu cõi đời, tức là ánh sáng giác ngộ chiếu khắp ở cõi thế gian. Cảnh giới đó thì cũng vô biên vô tận, chứ không phải là xuất hiện ở đây rồi đằng kia không có, mà nơi nơi chốn chốn đều có Như Lai xuất thế, đều thắp sáng ngọn đèn diệu pháp để làm sáng tỏ, mở đường mở lối cho chúng sanh muôn loài đi về cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cảnh giới đó thì vô biên vô số, không có cùng tận. Đây là cái chỗ mà gì? Chỗ chứng của tự tại danh. Tức là cái ông trời này ông thấy được điều này, ông tự tại danh này ông cũng thấy được, và ông cũng có khả năng làm được như vậy nữa. Phật bất tư nghì rời phân biệt, rõ mười phương đều không có tướng, mở đạo thanh tịnh để dạy đời, tịnh nhãn thiên vương quan sát thấy. Hồi nãy giờ kể mấy cái vị mà vị trời nãy có cái tướng gì á, thì ở đây bắt đầu nói lại là cái vị này đã thấy rõ ràng là Đức Phật là bất tư nghì, là rời phân biệt, với cái kiến giải của vị chư thiên thấy được như vậy. Tức là thấy rõ ràng là nơi Đức Phật là một cái gì đó không thể nghĩ, không thể lường, vượt thoát tất cả những cái phân biệt. Tức là đạt tới cái trí huệ của chư Phật rồi, không nói chuyện phân biệt, không nói được là lấy là bỏ, không có chuyện đó nữa, vượt xa hơn rồi. Đúng sai hay dở, phải trái hơn thua, hai đầu đều hết, không? Ở hai bên, hai phía đều hết. Như vậy là thấy rõ rằng cái cảnh giới của chư Phật không phải là cảnh giới bình thường. Và thấu suốt mười phương không có tướng, đồng thời mở đạo thanh tịnh giáo hóa chúng sanh. Đó thì như vậy là chư thiên đã, cái ông trời mà gọi là tịnh nhãn thiên vương quan sát thấy điều này, thấy rõ ràng là Đức Phật bất tư nghì, Đức Phật không có cái chỗ để phân biệt, Đức Phật rõ suốt được mười phương cái này là không có tướng. Từ cái chỗ mà có đầy đủ trí tuệ để mà vượt thoát mọi phân biệt, thấu suốt mười phương không có tiếng, mở đạo tràng thanh tịnh để cứu trần gian này. Tới chỗ đó mới mở đạo tràng thanh tịnh cứu trần gian.
Đó, cho nên có một vị trời thấy được Đức Phật như vậy. Mỗi người thấy trời, thấy Đức Phật chút. Như Lai trí huệ vô biên tế, tất cả thế gian chẳng lường được, diệt dòng si tối của chúng sanh, đại huệ thiên vương được an trụ. Cái ông đại vệ thiên vương này ha, lại là an trụ một cái cảnh giới, là cảnh giới cái trí huệ của Như Lai là vô biên, nhưng mà ở đây dùng là vô biên tế, tức là đạt tới cái cảnh rất là rộng, không có cái ngần mé rồi. Nhưng mà những cái cảnh giới, những cái vi tế tận cùng của cái trí tuệ Như Lai cũng đạt được, chứ không phải là những cái thô thiển bình thường như chúng ta là nghĩ là hư không ở một cái gốc trời nào đó là nó hết. Nhưng mà thật sự không hết, lô biên tức là không có cái biên giới rồi, nhưng mà sâu và rộng đến cái cảnh giới từng cái sát na nhỏ nhiệm tận cùng có cái xa mà chúng ta có thể tưởng tượng được, thì cái trí tuệ Như Lai cũng đã phủ trùm tới đó. Thế gian thì không thể lường được, tức là cái đầu của người thế gian không thể hiểu được, nhưng mà diệt được cái lòng si tối của chúng sanh, tức là người có khả năng làm sạch hết tất cả những cái ngu si, những cái tâm tối trong sinh tử của chúng sanh muôn loài, thì cái điều này thì đại huệ thiên vương được an trú trong đó. Thì như vậy là Đức Phật đã làm được việc này, và vị thiên vương này cũng làm được việc này. Tức là vị thiên vương này nó an trú trong cái cảnh giới đó, tức là đạt được trí tuệ vô biên tế, rồi là phá được tất cả những si ám ở nơi tâm. Như Lai công đức bất tư nghì, chúng thanh thấy Phật hết phiền não, khiến khắp thế gian được an vui, bất động thiên vương đã được thấy. Đó, vì bất động thiên vương thì thấy là Đức Phật cũng là một cái người bất khả tư nghì, không có lời để có thể xưng tán hết đối với Đức Phật. Và chúng sanh nào mà được một lần thấy Phật thì là hết phiền não, và khắp thế gian này đều được ước an vui khi mà có cái sự xuất hiện của Đức Phật. Chúng sanh tối tâm thường lầm lỗi, Như Lai dạy cho pháp tịch tịnh là đèn trí huệ sáng soi đường, diệu nhãn thiên vương có thể thấy. Đây là diệu nhãn thiên vương thấy rõ ràng là chúng sanh đang lầm lỗi như mình, đúng không? Thì được sao? Được Như Lai dạy cho pháp tịch tịnh, để cho chúng ta công phu để đạt được cái thiền định, đạt được cái sự thanh tịnh ở nơi tâm của mình. Và đó là gì? Là nhờ cái đèn trí huệ soi đường của chư Phật. Thì cái này là vị diệu nhãn đã thấy được điều này. Sắc thân tịch diệu của Như Lai hiện khắp mười phương không gì sánh, thân Phật vô tánh vô sở y, thiện tư thiên vương quán sát thấy. Thì tới cái ngày thiện tư thì thấy rõ ràng là trở lại như hồi đầu, phải không? Sắc thân tịch diệu của Như Lai, sắc thân chứ không phải là cái pháp tánh nữa, là chúng ta mới thấy rõ ràng là cái sắc thân của Như Lai là tịch tịnh, là vi diệu, nó không có còn là tánh là tướng giống như hồi trước tới giờ, không còn dùng cái từ ngữ đó, mà nó dùng từ là sắc thân của chư Phật, là tịch tịnh, là vi diệu, là không thể nào có thể lường được. Và hiện khắp mười phương không gì có thể thanh sánh, thân Phật vô tánh vô sở y. Khi nào mà chúng ta thấy được điều này rồi là chúng ta thấy được sự vô ngại, thấy cái sắc thân Đức Phật là không có gì có thể so sánh được, và không có gì lý luận, không có tranh chấp, vô tránh và vô sở y, không có chỗ nương, tức là rộng khắp mười phương pháp giới này, vượt hẳn cái tình phàm. Sắc thân Đức Phật là vượt hẳn tình phàm, phủ trùm pháp giới mười phương này, không có chỗ để nương tựa, không có chỗ để tranh luận, không có chỗ để luận bàn, không thể nào hí luận được, tức là vượt hết tất cả những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái so lường của chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Thanh âm của Phật vô hạn ngại, kẻ đáng được độ đều được nghe, nhưng Phật vắng lặng thường bất động, nhạo trí thiên vương chứng môn này. Tức là bây giờ nói tới âm thanh của Đức Phật là vô ngại. Âm thanh Đức Phật là hải triều âm, là phạm âm. Cho nên khi mà Đức Phật đã bắt đầu dạy, đã bắt đầu giảng dạy, thì khắp tất cả pháp giới mười phương này đều nghe được hết. Nhưng đến một điều là gì? Kẻ đáng được độ đều được nghe. Kẻ đáng được độ đều được nghe. Ví dụ như ở đây mà có những người không đáng được độ, nghe không nổi cái âm thanh của Đức Phật,
Nhưng nếu ở đây nếu có một người mà đáng được độ là chúng ta sẽ nghe được âm thanh của Đức Phật. Nhưng nhớ một điều là Phật dù có thuyết pháp như thế nào thì Đức Phật cũng đang ở chỗ vắng lặng bất động, chứ không phải động tâm động niệm để nói pháp. Không hề có sự động tâm động niệm nào để giáo hóa chúng sanh trong suốt cái quãng đời của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói là từ cái lúc mà ta rời khỏi cung thành đâu xuất, giáng thần nhập thai, xong rồi xuất gia thành đạo cho tới khi ta nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đó ta chưa hề mở lời. Chưa mở lời tại sao có tâm tạng thánh điển? Ai mà hiểu được cái chỗ không mở lời của Đức Phật thì người đó là ai? Người đó ở đây Đức Phật là rõ, ở ngài Thiên Vương, Tràng Thiên Vương đã thấy được điều này. Nhạo Trí Thiên Vương chứng cái môn này, tức là khi một ngày Nhạo Trí Thiên Vương đã thấy được, dù Đức Phật có thuyết pháp cỡ nào, giáo hóa chúng sanh cỡ nào khắp mười phương này và giáo hóa bằng cách nào, thì chỉ có ngày này chứng thôi. Mà ai chứng tới cái chỗ này thì người đó sẽ thấy được là Đức Phật đã thuyết pháp hằng hà sa số cõi nước mà bất động, là vắng lặng, là thanh tịnh, chứ không có phải là động tâm để thuyết pháp đâu. Cho nên hồi xưa mình, hồi mà mới học thiền sơ sơ á, mình có cái thắc mắc, hỏi Đức Phật thành Phật ở trong đại định rồi mỗi lần thuyết pháp là động tâm hay làm sao. Thì lúc đó mình cũng không hiểu, mình cũng lý luận đó là dụng của trí, cho nên nó khởi cái động niệm mới nói pháp được. Cái kiểu của mình hồi xưa nó hiểu như vậy, nhưng mà sau này mình mới hiểu là cái thấy đó nó sai. Ngoài đó cũng lý luận cũng cãi ghê lắm rồi nha. Mà thấy rõ ràng là bây giờ mình khởi niệm mình mới nói chuyện được, thì Đức Phật cũng phải khởi niệm mới thành ngôn ngữ chứ. Chứ nào mà khởi niệm thì lấy gì có ngôn ngữ để mà nói. Đó là một điều rất là đặc biệt. Nhưng mà hiểu được, khi một Đức Phật mà nói ngôn ngữ ở đây không phải là động tâm động niệm, vẫn vắng lặng thanh tịnh bất động, để mà không phải nói một bài pháp cho cái cõi người mình nghe đâu, mà khắp hư không, khắp âm giới, tất cả cõi nước đều nghe một lượt. Là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta hiểu và thông cảm nổi cái này thì mới thấy được cái năng lực thiền định của Đại Thừa. Còn không thì chúng ta không thấy nổi đâu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cũng một Đức Phật đó, rồi vô sâu ở trong chúng ta thấy một cái hào quang của Đức Phật mà xuất từ một cái lỗ chân lông để đi khắp mười phương pháp giới, thành Phật hằng hà sa số cõi nước, là mình không có đủ cái đầu để có thể tin nổi điều này. Nên thành ra Đức Phật của chúng ta được gọi là thiên bá ức hóa thân, ngàn muôn cái ứng hóa thân để đi khắp tất cả cõi nước mười phương thành Phật, chứ không phải thành cái cõi này. Mà trong gì? Trong chưa đầy một khải móng tay, nó khoảng sát na đó là chư Phật đã biến khắp mười phương để giáo hóa chúng sanh rồi. Như Lai tịch tịnh bực giải thoát, hiện khắp mười phương không sót chỗ, quang minh soi sáng khắp thế gian, nghiêm tràng thiên vương đã được thấy. Cái này nó cũng giống giống như mấy cái ý trước hơn, tức là thấy được cái chỗ tịch tịnh, cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ giải thoát tột bậc của Đức Phật. Và cái đó nó hiện khắp mười phương, chứ không phải là hiện cái thân Đức Phật, hoặc là hiện một chỗ Đức Phật đang ngồi. Và quang minh của Đức Phật thì soi sáng khắp ở thế gian. Mình bây giờ này mình không thấy ánh sáng của Đức Phật, nhưng mà khi mà chúng ta đủ duyên á, thì rõ ràng ở nơi chúng ta đang nhận lãnh cái ánh sáng Đức Phật tỏ tường. Mình đợi đèn mình mới thấy, mình đợi mặt trời mọc mình mới thấy, coi có trăng sao mình mới thấy. Nhưng mà đến khi mà chúng ta phá hết cái vô minh hôn ám của chính mình rồi á, thì không cần đèn, không cần trăng sao, chúng ta có thể thấy khắp pháp giới này. Thì lúc đó trí huệ chúng ta tự làm sáng ở cái hư không này, chứ nếu không là cả hư không này tối tăm. Thành ra hồi đầu, hồi xưa chúng ta học ở hồi học trong cái kinh Lăng Nghiêm là thấy là nếu mà không có đèn, không có trăng sao thì mình vẫn thấy tối đen, giống như mọi người mà mù mắt thấy tối đen, đúng không? Người mù mắt cũng thấy tối, và người mà chúng sanh mà không có trời đất trăng sao này vẫn thấy tối, có nghĩa là hư không này nó đang tối. Chỉ vì mà thấy ánh sáng là do mặt trời. Cho nên chúng ta thấy mà khi mặt trời mà chiếu nửa cái phần trái đất bên kia thì nửa phần trái đất bên đây tự động tối. Tối là gì? Là do mình còn nhiều vô minh hôn ám, cho nên nó mình thấy tối thui.
không có đèn, không có trăng sao là không cách nào chúng ta có thể thấy được. Nhưng các vị chư thiên mà nó phá hết cái vô minh hôn ám rồi là không cần đèn, không cần trăng sao, có thể thấy tận cùng cái pháp giới mười phương này. Và như vậy là khi nào công phu chúng ta có một cái lần mà chúng ta không có sử dụng bằng con mắt và không sử dụng đèn đuốc trăng sao nữa, mà chúng ta thấy được pháp giới mười phương, thì khi đó mới biết rằng mình đã phá vỡ được vô minh hôn ám. Nên nhớ điều này. Khắp hư không này được chúng ta thấy một lượt mà chúng ta không cần dùng con mắt để thấy, không có dùng đèn đuốc trăng sao để thấy hết, không có cái gì có thể lầm lẫn với mình hết. Thì khi đó nên biết rằng mình đã triệt ngộ. Còn chưa tới vậy là biết mình không có tới đâu đâu. Cho nên là vẫn còn mà dùng đèn để thấy về đêm là cái gì biết mình không tới đâu. Vô biên kiếp hải thuở quá khứ, Phật vì chúng sanh cầu giác đạo, vô lượng thần thông độ muôn loài, danh xưng thiên vương đã thấy. Tức là ngày đó cái danh xưng thiên vương thấy được Đức Phật hằng hà sa số kiếp, tức là thấy được túc mạng thông của Đức Phật, là người này không phải là người tầm thường, đúng không? Đã chứng được túc mạng thông mới thấy là vô biên vô kiếp hải về trước, tức là xa xôi hằng, không phải là 84.000 kiếp mà là vô lượng vô biên, là cái tầm này là nó vượt khỏi A La Hán rồi. Mới thấy được túc mạng thông Đức Phật. Thấy là thấy để nói chứ không phải là hiểu nha. Thì rõ ràng là từ vô lượng vô biên kiếp quá khứ, Phật vì chúng sanh đã tìm cầu đạo quả giác ngộ giải thoát rồi. Ở trong kinh gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp về trước là Đức Phật đã bắt đầu cầu đạo để mà giáo hóa chúng sanh, cứu độ chúng sanh muôn loài, chứ không phải một đời một kiếp. Mà ở đây là vị thiên là danh xưng thiên vương nó thấy được. Tức là Phật vì chúng sanh cầu đạo giác ngộ, vô lượng thần thông độ muôn loài, đã có thần thông phép màu đó vô lượng vô biên từ thuở quá khứ, chứ không phải mà tới khi mà Đức Phật xuống đây làm người mới có thần thông. Với mình á, thì mình dùng cái từ là thần thông theo cái kiểu cái cõi của mình. Thần thông là cái sự biến hiện hay là cái gì gì đó theo cái kiểu cái cõi mình. Nhưng mà qua cõi người chúng ta tin chắc là không dùng cái từ thần thông để nói về Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật là cái người đó dung thông khắp pháp giới rồi, muốn hiện đâu hiện, chứ không phải dùng thần thông là mang thân từ đây bay bên kia. Như mình thấy Đức Phật lên cõi trời, cái tưởng là Đức Phật mang cái thân là lên cõi trời. Thật ra nó cũng có một cái đoạn trong lịch sử của Đức Phật là đi lên cung trời Đâu Lợi để giáo hóa. Đức Phật tạm lắng vắng mặt ở Ấn Độ, và sau khi giáo hóa mùa hạ cho mẹ mình với lại cung trời Đâu Lợi thì đi xuống là vẫn còn kỷ niệm trên đất Ấn Độ là làm một cái đài để thấy Đức Phật bay xuống, rồi ai đón cả đại chúng rồi đón rước Đức Phật vậy đó. Thật ra hiện thần biến tướng vậy thôi, chứ chưa chắc Đức Phật mang nguyên cái thân này lên cõi trời. Cái cõi đó không có mang thân này vô được đâu. Đấy là cái hiểu lầm. Nhưng mà mình đó thấy kiểu thế gian mình, tức là Đức Phật có thể biến mất cái thân tại đây thì có, để cho chúng sanh không thấy cái thân Phật nữa. Tại vì Đức Phật muốn có thân không thân là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi hiện thân ở cõi trời Đau Lợi là không phải là cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của nhân gian này. Nhưng mà từ xưa giờ mình cứ hiểu là Đức Phật mang nguyên cái thân này bay lên cung trời Đau Lợi, đúng không? Hiểu vậy sai rồi, không có đúng đâu. Cung trời đó không có chấp nhận Đức Phật mang cái thân phàm này bước vô đâu á. Mặc dù là cái thân này đã chứng Phật quả nhưng mà không phải. Đức Phật thể hiện một cái thân Phật là một hào quang sáng rực. Các vị trời là phải là cúi đầu để lại là hí hí mắt lên nhìn thôi, chứ không phải nhìn cái thân phàm tục của mình đâu có hào quang gì đâu. Không có một chút hào quang nữa đó. Nhưng mà thân Phật nó xuất hiện tất cả các cõi trời đều là một cái thân như lưu ly pha lê và với đầy hào quang sáng rực, chứ không phải như cái thân mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử, nghe trong lịch sử là Đức Phật cũng đi bộ rồi cũng ăn uống rồi. Cái thân đó không phải lên cõi trời thuyết pháp. Nhưng cái lúc đó là Đức Phật ẩn thân tại Ấn Độ, là cái kiểu như xóa cái thân sắc ấm này một chút để nó trả lại tứ đại chơi đâu đó. Thấy chưa? Khi mà Đức Phật tác ý để xuống trần gian này thì gom tứ đại lại để hình cái thân lại để trở lại nói chuyện với cái người cõi này. Thật ra đã tới cõi này thì gom cái thân tứ đại lại để làm một con người nói chuyện cõi này. Nhưng mà cõi khác cái thân của các vị không phải là thân tứ đại, không phải là sắc thân như vậy, cho nên khi Đức Phật mà tới cõi trời là Đức Phật hiện một cái thân tướng của một cái tầng trời mà họ có thể cảm nhận, họ có thể quý kính được cái thân Phật như thế nào, thì ngay cõi trời đó Đức Phật hiện thân đó. Chúng ta nên hiểu điều này.
Nhưng mình quý kính Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên Đức Phật xuất hiện ở trần gian này là hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là đẹp quá rồi đối với mình, đúng không? Cái thân đó là mình đã quý kính, thân với đầy phước báo này nọ kia là mình kính rồi. Nhưng mà cõi trời không có kính cái kiểu này như mình. Cõi trời là không có cái chuyện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như mình là cái thân trang nghiêm nhiệm màu. Cái trang nghiêm nhiệm màu của cõi trời là pha lê hay là xá cừ mã não san hô hổ phách, là những cái trân báo gì đó quý hiếm đó. Thì vậy là Đức Phật sẽ xuất hiện ở cõi trời một cái là với đầy cái thân bằng thất bảo để hiện thân trên đó, và đầy cái hào quang chiếu sáng để chuẩn bị nói pháp ở trên cõi đó. Thật ra chúng ta thấy là nói cái thân Phật hiện tất cả cái cõi nước thì không phải là cái thân như cái hình tượng mà chúng ta đã tưởng được Đức Phật Ấn Độ rồi hiện thân cái kiểu đó. Không phải vậy, chỉ có cõi người mình vậy thôi, rác khác cõi người. Thì Đức Phật sẽ hiện thân tướng đúng với cái cõi mà chúng sanh đang ở, hiện thân tướng đúng với cái tầm hiểu biết cũng như là cái sự tôn quý của cõi đó để xuất hiện mà giáo hóa. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Khả ái nhạo pháp quang minh tràn, thiên vương được giải thoát môn là quán sát khắp căn cơ tất cả chúng sanh để thuyết pháp dứt nghi. Này thuộc cái dạng mà đại tổ sư rồi, không? Nhìn chúng sanh là biết tất cả những căn cơ chúng sanh để giáo hóa, để phá nghi người ta. Thì ông thiên vương này là thuộc những cái dạng mà thiền sư thứ thiệt rồi. Nếu mà ông xuất hiện ở đây là tất cả chúng ta đều được dứt nghi. Còn tôi giảng là quý vị không hết nghi được. Nhưng mà thiên vương này mà xuống đây là chúng ta hết nghi liền. Tức là nhìn thấy là tất cả căn cơ của mình là các vị thấy. Và có một lời là tương ưng để phá nghi mình liền, chứ không có một lời thứ hai. Tịnh quang trang nghiêm hải thiên vương được môn giải thoát, theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật. Tức là theo cái tưởng niệm của chúng sanh mà vị này có khả năng làm cho chúng sanh này thấy Phật. Cho nên đó, chúng ta nói lại để quý vị thấy tại sao ở đây phải nói từng món như vậy nha. Tức là khi mà chúng ta đã gọi là triệt ngộ rồi, theo đạo Phật thì mấy cái này mà chúng ta không có thì không phải gọi là trí tuệ ở trong Phật đạo đâu. Cho nên những cái việc tu chứng của các vị chư thiên này, một người hành giả tu Phật trước cái phút thành Phật là có đầy đủ tất cả những cái điều mà nói ở đây từng cái vị chư thiên một. Phải chưa? Tức là chư thiên chứng cái gì, chư thiên có cái tâm gì, chư thiên có khả năng gì, chư thiên có hào quang gì, chư thiên ngộ cái đạo gì. Thì tất cả những điều đó một người hành giả tu Phật phải trải qua và đều phải chứng đắc như những cái điều đang nói ở đây. Có nghĩa là trong cái phẩm, những cái phẩm sau mà có nói đi nữa thì cũng nói lên những sở chứng sở đắc này. Ví dụ như thấy tất cả các pháp là vô tướng, là ly cấu, là vô công, là dụng hạnh, ví dụ vậy đi. Thì vậy là cái người mà hành giả ở cái đoạn sau á, tức là những cái đoạn sau sẽ nối lên những cái đoạn mà vô chứng vô đắc, tất cả các pháp đều vô tướng, đều là cái thể hiện cái công phu vô công dụng hạnh, thể hiện cái sự không vướng mắc, cái sự tự tại trong tâm giới, có đầy đủ khả năng biện thuyết với mười phương pháp giới này, không ngăn ngại ở chỗ nào. Thì người hành giả cũng phải đạt tới cái chỗ này mới được gọi là đạt ngộ ở trong đạo Phật. Nhưng mà có người thấy một miếng thôi, thấy miếng, mỗi thể hiện một vị chư thiên thấy một miếng, có nghĩa là thể hiện những cái tầng bậc trí tuệ trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Thì vị chư thiên này có ở trong pháp hội Đức Phật, có nghĩa là gì? Người này thấy được gốc Đức Phật, người kia thấy gốc Đức Phật, người nọ thấy gốc Đức Phật, tất cả những người này đều xuất hiện trong đạo tràng. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái trí tuệ này gom lại là Đức Phật. Nhớ không? Chúng ta nên hiểu điều này để thấy tại sao mà nói chi tiết ông thấy con miếng à. Ông thấy miếng nó rung lại trong đạo tràng Hoa Nghiêm. Thì tất cả những cái trí tuệ này để trang nghiêm cái đạo tràng Hoa Nghiêm. Là chúng ta nên hiểu như vậy, cho nên đây là phân tích từng người như vậy để cho chúng ta rõ. Thì từng bước một, từng cái thấy một đều là những cái trí tuệ của Đức Phật. Ông này thấy Đức Phật gốc, ông kia thấy Đức Phật gốc, và tất cả những ông này đang xuất hiện trong cái pháp hội của Đức Phật, có nghĩa là Đức Phật với đầy đủ những cái trí tuệ gom lại hết tất cả những cái thấy nhìn của chư thiên ở đây. Và ý muốn nói gì? Nếu mà chúng ta muốn đi theo con đường của Hoa Nghiêm thì chúng ta cũng phải có được tất cả những cái tự tại giải thoát môn giống như vậy. Nếu mà chúng ta không có qua những cái lớp này là biết rằng chúng ta lệch đường tà. Đó nên chúng ta học đi học lại, chúng ta nhớ những cái giải thoát môn này nha. Những giải thoát môn này là những cái giải, cái môn giải thoát, những cái cửa ngõ giải thoát của một hành giả đang tiến bộ trên bước đường công phu của chúng ta. Trong tất cả những chuyện nói hồi nãy giờ, nếu chúng ta chưa có dính miếng nào là chứng tỏ rằng chúng ta chưa có phần giải thoát nào trong đó.
Và một người mà đầy đủ tất cả những cái pháp giải thoát này, tức là đầy đủ trí huệ Phật đạo. Đó, đây là cái điều mà chúng ta phải biết, để chúng ta học mà thấy rõ ràng là từng phần một mỗi ông có thấy miếng về chính bản thân, mà mỗi ông đạt được cái, và mỗi một ông nhìn Đức Phật một kiểu, và những cái kiểu nhìn đó đều là những cái nhìn thuộc cái dạng công phu tu chứng, chứ không phải là tưởng tượng hoặc là hiểu ra theo cái kiểu của tâm thức. Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương được giải thoát theo sự tưởng niệm chúng sanh làm được thấy thân Phật, đúng không? Tức là tưởng niệm gì thì ví dụ như mình tưởng Đức Phật là cái mắt như vậy, cái mũi như vậy, rồi chân mày như vậy, rồi cái trán như vậy, cái răng như vậy, thì vậy là vị chư thiên này có đủ khả năng để cho mình thấy Phật cái kiểu tưởng niệm của mình. Mình tưởng thì sao là tự động mình thấy Phật kiểu đó. Đó là cái khả năng của ông Thiên Vương này giỏi như vậy. Tối thắng huệ quang minh Thiên Vương được môn giải thoát là thân pháp tánh bình đẳng trang nghiêm vô sở quý. Ở đây chúng ta nghe rõ cái từ là thân pháp tánh. Nói tới pháp tánh thì bình đẳng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái thân nữa, cái thân tướng nữa, tức là về tánh và về tướng đều bình đẳng. Không thấy bao giờ có một cái sự sai biệt giữa tánh và tướng. Thì người đó mới là ở chỗ đó mới gọi là cái chỗ trang nghiêm vô sở quý. Còn mình thấy tự tánh là bất sanh bất diệt, là bình đẳng thì chưa, mới có phần nữa à. Cho nên cả tướng lẫn tánh, tức là lý vô ngại và sự vô ngại, phải lý vô ngại và sự vô ngại mới đạt. Vì vậy là giữa tánh và tướng đều bình đẳng trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải là tự tánh thanh tịnh đâu. Cho nên là mình còn cái thân này là ô nhiễm rồi cái tự tánh mới là thanh tịnh là sai rồi, không phải như vậy. Ra khi mà mọi người đã chứng đắc rồi thì sẽ thấy rõ cái điều thanh tịnh tuyệt đối, một cái bình đẳng không tánh tướng. Bình đẳng có nghĩa là không còn tánh tướng, mà còn tánh tướng là không còn bình đẳng. Chúng ta nên biết rồi này, không đừng nghĩ là cái thân của chúng ta bị sinh tử rồi cái tánh là không sanh không diệt. Mà nếu chúng ta còn học thiền cái kiểu ba mứa đó là chắc chắn là chúng ta không đi tới đâu. Khi nào mà chúng ta có một cái thấy nhìn tất cả các tướng này đều là bình đẳng như tự tánh, tướng và tánh không hề có một sự sai biệt gì với nhau, và dung thông vô ngại khắp mười phương pháp giới, đó là cái cách mà trang nghiêm thân vô sở quý của chính mình. Trang nghiêm như vậy mới gọi là trang nghiêm vô sở quý á. Còn thấy tánh mà thanh tịnh là chưa phải sự trang nghiêm đâu, chỉ là một bên thôi, vẫn còn có một sự sợ chướng ngại của tướng thì không thành vô sở quý được. Tự tại trí huệ tràng Thiên Vương được giải thoát môn, rõ biết tất cả các pháp thế gian, trong một niệm an lập bất tư nghì biển thanh tịnh. Tức là chúng ta nhớ lại mười hiệu là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh trúc thiện thể thế gian giải. Thế gian giải là đây nè. Như vậy là cái vị này là đạt được cái môn giải thoát, là thấu suốt được tất cả các cái pháp của thế gian, thấy hiểu hết, không cần phải học nhưng mà nhìn là biết, và thậm chí không cần nhìn cũng biết luôn. Thế gian giải mà đủ trí tuệ để có thể hiểu hết tất cả những chuyện thế gian, đúng sai hay dở chân ngụy chánh tà, không có cái gì có thể bị lầm lẫn với các vị này. Và trong một sát na tâm thôi, trong một ý niệm thôi, là lập được cái bất tư nghì trang nghiêm thân của chính mình. Tức là người này có khả năng tuyệt vời, không lầm tất cả cái pháp của thế gian. Và trong một sát na thôi là vị này có khả năng hiện cái thân bất tư nghì và trang nghiêm thanh tịnh bất tư nghì. Thật ra là thấy biết rõ mọi chuyện của thế gian, nhưng mà không có bị động niệm. Đây là cái việc mà đặc biệt. Nhạo tịch tịnh Thiên Vương được giải thoát môn, nơi một lỗ chân long hiện bất tư nghì Phật độ không chướng ngại. Cái này mới ghê. Đó. Bây giờ cái ông này có cái khả năng là một lỗ chân long của ổng thôi, mà hiện không phải hiện cảnh giới bình thường, mà hiện bất tư nghì Phật độ không chướng ngại. Tức là tất cả những cõi giới của chư Phật, người này trong một lỗ chân lông có thể hiện ra được. Cho nên tới chừng nào mình có nổi thần thông này. Mà không có này thì đừng hòng thành Phật. Nói như vậy đó, phải có bước qua những cái bước này. Nếu chúng ta không chứng được, không đắc được, không đạt được những cảnh giới này, thì biết rằng cái việc tu tập Phật đạo của chúng ta nó còn ở đâu á, chưa có ghé.
vô cái bến của Phật chưa ghé mà được những cái này thì hy vọng là chúng ta đã có một hai cái bước chân vào cái cửa ngõ giác ngộ của Đức Phật rồi đó. Ra trong một lỗ chân lông mà có thể xuất hiện được bất tư nghì Phật độ không chướng ngại là một cái điều, cái thần thông phép màu khủng khiếp lắm, không có đơn giản đâu. Phổ trí nhãn thiên vương được giải thoát môn quán sát pháp giới, tức là ông này để được cái là thấy rõ pháp giới không lầm lẫn. Chuyện này nó cũng không có khó hiểu. Nhạo triền huệ thiên vương được giải thoát môn vì tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp thường xuất hiện vô lượng thân. Ông này mới là ghê nữa nè. Tức là được cái môn giải thoát và vì tất cả chúng sanh vô biên vô số kiếp, chứ không phải một kiếp. Tức là vị này đã từng xuất hiện ra vô lượng thân để độ sanh. Bây giờ ví dụ như đang ở đây mà muốn xuất hiện thân ở một cái cõi nước nào đó thì Ngài liền hiện thân để làm một chúng sanh ở cõi đó để giáo hóa độ sanh liền, mà không phải một đời một kiếp, mà vô lượng vô biên vô số kiếp. Từ đó tận quá khứ cũng như tận kiếp vị lai, tức là năng lực tự tại đi trong sanh tử để giáo hóa chúng sanh là vị Bồ Tát nổi, vị thiên tử này, thiên vương này đạt được. Thiện chủng huệ quang minh thiên vương được giải thoát môn quán tất cả những cảnh giới thế gian, chứng nhập pháp giới bất tư nghì. Giờ này là đang còn công phu phải không? Công phu là sao? Được thấy tất cả cái thế gian này, tức là chỉ cần nhìn thế gian thôi là nhập pháp giới bất tư nghì, chứ không phải thế gian là thế gian nữa. Tức là xuất mục tức bồ đề, tức là tất cả cái hiện tướng đều là cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cái này giống giống mấy ông thiền sư rồi đúng không? Mấy thiền sư nhà ta là xuất mục tức bồ đề, tức là thấy là giác ngộ, nghe là giác ngộ, ngửi là giác ngộ, nếm là giác ngộ. Thì vị này cũng có khả năng đó. Tất cả thế gian đều chứng nhập cảnh giới bất tư nghì, vô lượng giải thoát. Vô cấu tịch tịnh quang thiên vương được giải thoát môn khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sanh. Ông này thì ghê hơn trước phải không? Vậy nhìn thấy là giác ngộ giải thoát rồi, nhưng ông này là có khả năng không đạt được cái giác ngộ là khai thị cái pháp xuất yếu, tức là pháp xuất thế mà trọng yếu, cái chỗ mà tinh yếu của cái đạo giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng sanh muôn loài. Tức là có khả năng khai thị cho tất cả chúng sanh nhận được cái pháp màu của chư Phật để đạt ngộ giác, đạt ngộ giải thoát. Nói vị trời này có khả năng đó. Quảng đại thanh tịnh thiên vương được giải thoát môn quán sát tất cả chúng sanh đáng được hóa độ, làm cho họ chứng nhập Phật pháp. Tức là ông trời trước khi ông tới đây ông nhìn ở pháp hội mình đúng không, thấy có ai có khả năng mà giác ngộ Phật đạo thì ông xuất hiện để giáo hóa. Và khi giáo hóa thì người đó là chứng nhập Phật đạo, chứ không phải giáo hóa để cho người ta có thể là xoay lưng đi mà không biết cái gì. Thành ra là cái năng lực để hóa độ của vị trời này cũng phải là mỗi người mà đã nhiều kiếp tu tập và đã làm Phật sự rồi mới có được cái năng lực là nhìn thấy tất cả những chúng sanh đang hiện trong cõi nước mười phương này. Chúng sanh nào có cái duyên để được chuyển hóa tu tập để có thể nhập trong Phật đạo là vị này xuất hiện. Thì đây là một vị Đại Bồ Tát chứ không phải là một vị bình thường. Lúc đó khả ái nhạo pháp quang minh tràng thiên vương thừa oai lực của Đức Phật quan sát khắp tất cả thiên chúng thiểu quang thiên, vô lượng quảng thiên, quảng quả thiên, rồi nói kể rằng: cảnh giới của Phật bất tư nghì, tất cả chúng sanh chẳng lường được, khiến chúng sanh kia đều tin hiểu ý nguyện rộng lớn không cùng tận. Nếu có chúng sanh kham thọ pháp, thần lực của Phật dìu dắt họ, khiến họ thường thấy Phật hiện tiền, nghiêm hải thiên vương thấy như vậy. Thế này cũng thường thôi, cũng giống giống mấy ý trước. Tức là muốn nói cảnh giới của chư Phật là không thể nghĩ lường. Và cái đầu của chúng sanh bình thường thì không thể lường được. Tức là chúng sanh không thể lường được. Điều khiến cho tất cả chúng sanh thì tin hiểu ý nguyện rộng lớn không cùng tận của Phật. Nếu có chúng sanh nào mà kham thọ pháp thì thần lực của Phật dìu dắt họ, khiến họ thường thấy Phật hiện tiền. Nếu mà chúng ta ở đây mà chưa có thường thấy Phật hiện tiền, tức là làm sao? Là chúng ta chưa có kham nổi, chưa có kham thọ được pháp của Phật. Cho nên chưa được Đức Phật sử dụng cái thần lực để đưa chúng ta thường xuyên thấy Phật.
Ở đây chúng ta có ai thấy Phật không? Có nằm chim bao thấy Phật không? Có nghĩa là chúng ta chưa có khả năng khâm thọ giáo pháp của Đức Phật. Rõ ràng là chúng ta là những người gì còn ở bên ngoài. Chúng ta ở ké, nghe ké, học ké gì đó. Chứ còn nếu mà chúng sanh mà khâm thọ Phật là từ sáng giờ thấy Phật hiện cái kiểu mà như trong kinh diễn tả rồi, đúng không? Nhưng mà sáng giờ mình vẫn thấy tường, thấy vách không à. Chưa thấy cảnh giới quan nghiêm thiệt. Có nghĩa là mình chưa có khâm thọ được, cho nên Đức Phật không làm cho chúng ta khai mở trí huệ để luôn luôn thấy Phật hiện tiền. Khi nào mà chúng ta đủ cái khả năng để khâm thọ Phật đạo thì không cái khoảnh khắc nào mà chúng ta không thấy Phật hiện tiền. Có nghĩa là tất cả những cảnh giới mà chúng ta thấy đều là Phật cảnh giới, chứ không có còn cảnh giới khác. Thấy sáng suốt, nhiệm màu, không lầm mê trong sinh tử này nữa, phá vỡ tất cả những lầm mê sinh tử, để là từng cái thấy một của chúng ta đều là Phật hiện, chứ không có là chúng sanh hiện nữa. À, không có nói cái chuyện phiền não, không nói cái chuyện khổ đau, không nói cái chuyện giải thoát gì nữa hết đó. Nó là cảnh giới Phật rồi. Luôn luôn Phật hiện đối với chúng ta, lúc nào chúng ta cũng hiện trong cảnh giới của chư Phật. Thì người đó là người có khả năng kham thọ giáo pháp của Phật, mới được năng lực của Đức Phật dìu dắt và đưa người đó đi tới. Còn nếu không là chúng ta không được. Và sở dĩ chúng ta không có được có nghĩa là chúng ta chưa đủ khả năng kham thọ. Cho nên là mình đừng có hỏi là tụi này chừng nào con ngộ đạo không. Phải hỏi là chừng nào mình mới có khả năng khâm thọ cái giáo pháp của Đức Phật đây. Chừng nào mình mới có đủ sức để thừa đương, để nhận gánh lãnh cái giáo pháp Đức Phật truyền cho mình đây. Chừng nào mới có. Mình phải tự hỏi mình chứ không thể hỏi người khác được. Có mình chừng nào khâm thọ nổi. Khi nào chúng ta khâm thọ là Đức Phật tự động sẽ có cách. Mà khi nào chúng ta chưa đủ cái sức này thì chúng ta không thể nào thấy Phật hiện tiền. À, đó là cái điều mà mình phải tự hỏi lại mình, đúng không? Tất cả pháp tánh vô sở y, Phật hiện thế gian cũng như vậy, khắp trong các cõi không chỗ nương, nghĩa này thắng huệ quan sát thấy. Thì cái trí tuệ này cũng thuộc cái dạng siêu á, tức là tất cả các pháp đều không có sở y, không có chỗ nương tựa, tất cả các pháp đều vốn tự ly, vốn tự lìa, không có chỗ dính, không có cái chỗ mắc, không có cái chỗ trụ. Và khi nào mà chúng ta thấy được tất cả các pháp đều là như vậy thì sao? Phật hiện thế gian cũng giống như tất cả các pháp không sở y. Tức là thấy được Đức Phật hiện thế gian thì không có sở y rồi, không có chỗ dính mắc, không có chỗ tù động lại rồi. Nhưng mà muốn thấy Phật như vậy thì đầu tiên chúng ta phải thấy tất cả các pháp là không có sở y. Có nghĩa là chúng ta không có dướng được các pháp. Thân này cũng là một pháp, đúng không? Là thân này cũng không có sở y. Tâm này cũng là một pháp, tâm này cũng không có chỗ y. Hoàn cảnh cũng là pháp, cũng không có chỗ y. Thân tâm và cảnh giới hoàn toàn không có chỗ để trụ, không có chỗ để y, để nương tựa, không có chỗ để vướng mắc. Thì khi nào mà chúng ta thấy một cách tự tại như vậy thì chúng ta sẽ thấy như sao? Khắp trong các cõi cũng sao? Cũng không có chỗ để nương tựa nữa. Tức là chúng ta là cái người tự tại dung thông khắp pháp giới này, không có chỗ ngăn ngại rồi. Thì cái thấy này là thắng huệ quan sát thấy được. Theo dòng chúng sanh chỗ mong muốn, thần lực của Phật đều hiện được, mỗi mỗi sai khác bất tư nghì, huệ tràng thiên vương đã chứng được. Thì cái này là lặp lại thôi, tức là chúng sanh mà mong muốn cái gì liên quan tới Phật đạo hoặc liên quan tới cái việc tu tập thì cái thần lực của Đức Phật đều hiện được hết. Thật ra chúng ta đối với cái việc học đạo á, ai mà trong cái đời này nha, mà mình có những cái mong mỏi, những cái hoài bão đối với đạo Phật, đối với cái việc giác ngộ giải thoát mà chúng ta thực hiện được từng bước những cái mong mỏi công phu của mình. Ví dụ nha, bây giờ mình muốn có quyển kinh đó mình đọc tự động có. Mới tác ý điềm hôm sáng ngày có liền. Có khi là như vậy, hoặc là vài bữa mình cũng sẽ có. Hoặc mình muốn làm cái chuyện gì cho đạo Phật đó, tự động sẽ đủ duyên để mình làm. Thì vậy là cái năng lực của Đức Phật sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu mong mỏi đúng chánh pháp của mình. Đức Phật luôn là cái người như vậy. Thật ra sở dĩ mà mình mong không được, mình cầu không thấy, có nghĩa là chúng ta chưa có khả năng mà bước vào cái vòng của chư Phật, phải không?
cái mong mỏi của chúng ta nó không có phù hợp với chánh pháp, cho nên chúng ta không thực hiện được cái mong muốn của mình trong đời này. Chứ nếu như chúng ta có mong muốn mà phù hợp chánh pháp là gần như không có việc gì chúng ta không làm được. Và ai có những cái mong mỏi về Phật đạo trong đời này mà chúng ta từng bước thực hiện được là biết rằng là gì? Do thần lực của Đức Phật sao hiện ra để trợ giúp cho chúng ta. Mà điều này là Huệ Tràng Thiên Vương chứng được cái này, ông thấy được cái này, ông thấy rõ cái điều này, và bản thân ông cũng làm được cái này cho chúng sanh nữa. Nó là ra là cái sự mong muốn mà phù hợp với chánh pháp chúng ta là gần như chúng ta đều được thực hiện hết, không có chuyện gì chúng ta không làm được cả. Chỉ có một cái là chúng ta mong muốn sai lệch là các vị không giúp thôi. Bao nhiêu cõi nước thuở quá khứ, trong lỗ chân lông hiện đủ cả, đây là chư Phật Đại Thần Thông Tịch Tịnh Thiên Vương tuyên thuyết được. Tức là cái ông Tịch Tịnh Thiên Vương này có khả năng thuyết được cái chuyện gì? Thuyết được là bao nhiêu cõi nước ở quá khứ cũng như ở vị lai đã có, đang có và sẽ có. Tất cả cõi nước đó đều sao? Đều hiện trong cái lỗ chân lông của Đức Phật đầy đủ không thiếu sót. Chúng ta thấy lỗ chân lông Đức Phật ghê gớm không? Lỗ chân lông của Đức Phật có thể dung chứa tất cả cõi nước mười phương, từ thuở quá khứ cho tới bây giờ của tất cả chúng sanh, không sót miếng nào trên. Và đó là gì? Là đó là gọi là đại thần thông của Đức Phật. Vì thân Đức Phật đã trùm khắp pháp giới rồi, nhưng mà lỗ chân lông của Đức Phật cũng hay là khắp pháp giới mười phương, không thiếu sót miếng nào để có thể dung chứa tất cả những cõi nước của chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này, không có ra ngoài được. Và cái điều này là Tịch Tịnh Thiên Vương có khả năng giảng thuyết điều này. Tức là nếu mà nói về cái sự dung thông pháp giới để có thể mà trùm chứa tất cả chúng sanh ở trong lỗ chân lông của Đức Phật, thì đây là một cái trí tuệ để có thể thấy được là cái sự dung thông pháp giới, sự bình đẳng pháp giới mười phương, cái khả năng mà trùm khắp pháp giới mười phương ở thân phần của Đức Phật như từ đầu tới giờ, là cái vị này có khả năng thuyết được để cho chúng ta nghe, cho chúng ta thấy được cái điều này. Tất cả pháp môn không cùng tận, hội trong đạo tràng của một pháp, pháp tánh như vậy Phật nói ra, môn phương tiện này trí nhãn biết. Bây giờ tới cái pháp môn tu tập, không? Tất cả những cái môn tu, những cái phương pháp tu, những cái phương pháp tu như thế nào, nhiều như thế nào, không cùng tận như thế nào, đều làm sao? Đều chỉ là hội trong cái đạo tràng của một pháp. Pháp đó là gì? Pháp đó là mang cái hương vị gì? Hương vị giải thoát, mang hương vị giác ngộ. Dù có sử dụng phương tiện, dù có sử dụng pháp môn nào đi nữa thì là cũng muốn nói tới cái việc giác ngộ giải thoát, chứ không có cái việc thứ hai. Phương tiện kiểu nào cũng đem chúng sanh tới sự giác ngộ giải thoát hết. Và điều gì nữa? Điều xuất phát từ cái sự thanh tịnh của tự tánh. Pháp giới tánh đều quy một hướng. Giống như mình nói cái kiểu như tất cả các pháp tánh tướng đều như nhau, tướng nó đều có đầy đủ tứ đại, tánh đều là rỗng suốt thanh tịnh, thì tất cả những cái pháp mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nghe đều quy hướng gì như vậy. Nhưng mà với cái pháp mà Đức Phật đã thuyết không cùng tận từ xưa tới giờ đều mang cái hương vị giác ngộ giải thoát, cho nên là dù ở cái gì đi nữa cũng hội vào một cái đạo tràng giác ngộ của Đức Phật. Và đạo tràng đó không phải là đạo tràng giác ngộ bình thường, mà trở thành cái đạo tràng của hội Hoa Nghiêm, để đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát cùng tột, chứng thành Phật quả, chứ không phải là giải thoát bình thường nữa. Thì pháp tánh đó là gì? Là thần lực của Đức Phật, là cái pháp mà Đức Phật nói ra. Đức Phật không nói chuyện thứ hai, Đức Phật chỉ nói cái chuyện thành Phật. Ngoài chuyện thành Phật ra, Đức Phật không có chuyện để có thể luận bàn với chúng sanh. Cho nên dĩ Đức Phật ra đời là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật mà thôi. Thì môn phương tiện này trí nhãn thấy biết được. Thật ra trong cái số mà các vị chư thiên mỗi người thấy một cái, mỗi người chứng một cái, những người biết một cái, rõ ràng là học Phật không phải là nhỏ, không phải là ít. Nhưng mà chỉ chứng được có một xíu đó đó. Kiến giải mỗi người kiến giải một chút như vậy. Bao nhiêu cõi nước ở mười phương xuất hiện trong đó mà thuyết pháp, thân Phật không đến cũng không đi, đây là cảnh giới nhạo triền huệ thấy. Thì cái này cũng giống như trước rồi phải không? Tức là ở cõi nước nào ở mười phương cũng là sao? Cũng xuất hiện trong đó, Đức Phật đều xuất hiện trong đó để thuyết pháp hết đó. Không có chỗ nào mà vắng hết đó. Rồi thân Phật
Mặc dầu xuất hiện ở mười phương pháp giới nhưng mà không phải là đến đi bất động. Nếu mà thế gian thì thấy Đức Phật vẫn còn ngồi bất động cội bồ đề, như Đức Phật đã đi thuyết pháp khắp mười phương pháp giới. Thì cái này là chúng ta đã nghe cái này nhiều rồi. Cái bài này là lặp đi lặp lại trước thôi. Phật xem thế pháp như vang bóng vào chỗ rất sâu của pháp kia, nói các pháp tánh thường lặng yên, thiện chủng thiên vương hay thấy biết. Tức là với cái trí tuệ Đức Phật thì thấy tất cả các pháp thế gian là như vang như bóng thôi, chứ không có thật. Ví dụ như mình thấy đây là cái bàn, nhưng mà Đức Phật thấy nó là cái bóng hiện, chứ nào không có thật là cái bàn. Nó giống như cái tiếng vang mà người ta đi vào trong hang núi á, hoặc là cái nhà này, ví dụ như mình đóng cửa nhà lại, mình la cái bắt đầu có tiếng vang, nó vang theo á, chứ không phải là âm thanh thật. Ví dụ như bây giờ quý vị đang nghe tôi nói là âm thanh thật, nhưng mà ví dụ như mình vô một cái hang động, mình la một cái có cái tiếng vang ngân ngân, cái vang đó đó nó là huyễn, nó không có thật. Nó là một cái gì, nó là vang như tiếng vang, nó là như cái bóng hiện. Nó giống như điện chớp, nó mong manh giống như sóng nắng như vậy đó. Thì cái nhìn với cái trí tuệ Đức Phật là thấy rõ khắp cái thế gian này nó là như vậy. Và do cái thấy như vậy rồi cho nên là phải là thấy rất là sâu trong tất cả các pháp thế gian, chứ không phải là lầm lẫn nữa. Và đồng thời nói gì? Các pháp tánh nó thường yên lặng, nó như vang như bóng, nhưng mà nó thường yên lặng, nó thường tịch tịnh, chứ nó không có cái gì xáo trộn loạn động cả. Như mình thì mình thấy có sự xáo trộn loạn động, mình thấy có sanh già bệnh chết, mình thấy có khổ có vui, là mình thấy xáo trộn loạn động, là do mình thấy mọi cái đều là thật. Nhưng khi mà thấy thế gian là như bóng như vang, thấy sâu tới bề mặt bề trái tất cả các pháp rồi, thì người ta sẽ thấy được cái sự tịch lặng của tất cả các tướng. Tướng thường tự vắng lặng. Đó là cái mà thiện chủng thiên vương Như Lai thấy biết. Ngon từng cái thấy, chúng ta thấy rõ ràng. Phật khéo biết rõ các cảnh giới, theo cơ chúng sanh rưới pháp màu, giải môn xuất yếu bất tư nghì, tịch tịnh thiên vương hay ngộ nhập. Cái này thì dễ rồi phải không? Phật sử dụng những phương tiện để độ sanh, để lợi ích chúng sanh, thì cái này nó cũng trùng trùng ý trước. Thế Tôn thường dùng từ bi lớn, vì độ chúng sanh mà hiện thân, bình đẳng thuyết pháp đều được nhờ quảng đại thiên vương đã chứng biết. Cái này cũng dễ hiểu. Thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương, được môn giải thoát rõ thấu đạo, phương tiện giải thoát của tất cả chúng sanh. Tức là bây giờ tới cái ông thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương, được cái môn giải thoát là gì? Là rõ thấu được cái phương tiện giải thoát của tất cả chúng sanh. Tức là ông này ngoài cái việc giác ngộ giải thoát rồi, ông còn có khả năng là có được cái phương tiện để giải thoát cho chúng sanh nữa. Mà tất cả những người giải thoát đều có phương tiện này, chỉ trừ là chúng ta không giải thoát thôi. Còn mình đã giải thoát rồi là muốn dầm cái kiểu gì đi nữa, mình vẫn có phương tiện để cứu độ chúng sanh. Dù muốn hay không thì người đó cũng có khả năng này, không cần phải học. Tại vì khi mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm để sống vượt thoát rồi thì tự động mình sẽ có phương tiện. Tối thắng kiến thiên vương, được giải thoát môn khắp thị hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư thiên, như vang như bóng. Ông này thì nói tới chư thiên chứ không nói cõi phàm, đúng không? Tức là được cái môn giải thoát là sao? Thị hiện theo chỗ ưa thích. Này mới ghê, tức là các vị chư thiên cõi trời ưa thích cái gì là vị này thì thị hiện cái thân ở chỗ đó. Nhưng mà sao? Giống như vang, giống như bóng vậy, chứ nó không phải hiện thân thật. Cái khả năng mà biến hóa của vị này cũng lớn. Tịch tịnh đức thiên vương, được giải thoát môn phương tiện lớn, trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới Phật. Cái này là ghê rồi, không? Cái ông này là sao? Được cái môn phương tiện lớn, trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới Phật, chứ không phải cảnh giới chúng sanh bình thường nữa. Thật ra cái người này đã đạt được một cái định lực rất là lớn. Có được định lực lớn đó mới có cái khả năng là trang nghiêm thanh tịnh tất cả cảnh giới của Phật. Và định lực đó là tương đồng với cái Phật định rồi, là một cảnh giới cao của một vị Đại Bồ Tát, chứ không phải người bình thường.
vậy mà cũng hiện thân làm chư thiên ở trong cái cõi thiên. Đây là cái chỗ mà nếu như mọi người mà đạt được cái định lực lớn như thế này, sâu như thế này, đạt được trí huệ để có thể hiện khắp tất cả những cảnh giới Phật, thì rõ ràng người này là một vị Đại Bồ Tát, có khả năng thành Phật trong nháy mắt. Đạt tới cảnh giới này là cái khả năng thành Phật trong chớp mắt. Tu Di Âm Thiên Vương được giải thoát môn, mãi lưu chuyển trong biển sanh tử để theo các chúng sanh. Ông này mới là ngon nè. Tức là ông được cái môn giải thoát lưu chuyển sanh tử đối với tất cả chúng sanh không ngần ngại. Tức là tiếp tục đi trong sanh tử chơi với chúng sanh, không hề có nghĩ tới cái chuyện là ra khỏi cái cõi giới này để được ngộ, được giải thoát riêng. Nhưng mà ổng đã đạt được cái môn giải thoát, có nghĩa là dù có vô trong cái cõi người mình thì vẫn tự tại giải thoát để có khả năng giáo hóa giúp đỡ chúng sanh quay về với chánh pháp. Dù có tới cái cõi mà ngạ quỷ, tới súc sanh, tới địa ngục đi nữa thì ông này vẫn vào ra một cách tự tại để cứu độ chúng sanh ở đó. Đó là cái môn này, là ông này cũng không phải là cái ông mà thường, phải không? Một vị Đại Bồ Tát mới có cái nguyện mà đi trong sinh tử, cái người thường không dám đâu. Dù giờ nói mình tu đời sau mình quay trở lại đây làm người, có mấy người đưa tay lên coi thử không? Trở lại làm người thì mình đang là người, mà mình nói mà tôi tu để từ sau tôi tự tại trở lại làm người đời nữa, không phải đời nữa mà mãi mãi tôi làm người trong cái cõi người thôi, tôi muốn đi đâu hết đó. Có mấy người không đủ sức đâu, chúng ta đâu dám gán tu lẹ lẹ đi cõi khác, cõi này cực khổ quá, ta bà khổ quá, sợ quá rồi không muốn tới đây nữa. Đa số là chúng ta muốn tu giải thoát là đi vượt thoát cái cõi sinh tử, đi vượt thoát cái chỗ mình đang sống này, chứ mình không bao giờ mình nghĩ là tất cả chúng sanh thân bằng quyến thuộc của mình còn đây đông lắm, mình ra kiếp sau trở lại. Nếu mình được tự tại giải thoát rồi sợ gì cõi này, mà còn sợ cõi này có nghĩa là cái sức tự tại chúng ta còn non lắm. Sẵn sàng đi vào trong sanh tử để có thể độ sanh tiếp tục mà không rời cõi này, được như vậy mới ngon á. Mấy người làm được? Sợ run, nói đời sau quay lại làm người run xanh mặt hết trơn luôn. Chứ mình tu mình đi đâu? Nghĩ rồi mà đời sau mà được đi khỏi cõi này sao? Chưa thoát khỏi nghiệp người đi không được đâu. Chưa thoát khỏi nghiệp người chúng ta đâu đi rời khỏi cõi này. Nhưng mà cái người đã vượt thoát khỏi cái kiếp người nghĩ nghiệp của chúng sanh rồi mà chấp nhận để quay lại thì đó là tâm hành của Bồ Tát thật sự. Cũng không có ngần ngại để đi đến sanh tử cứu độ chúng sanh tiếp tục, thì đó là tâm hạnh của Bồ Tát, chứ không phải một người thường có thể làm được. Tịnh niệm nhãn thiên vương được giải thoát môn, nhớ công hạnh điều phục chúng sanh của Như Lai. Ông này ghê. Tức là ông được cái môn giải thoát là nhớ được, thấy được cái công hạnh điều phục chúng sanh. Mà thực sự cái công hạnh điều phục chúng sanh của Đức Phật á, mình thấy một cái là mình cũng phải sụp đầu gối xuống để lại. Có những cái tiền thân của Đức Phật á, đi vào những cái loại súc sanh để mà giáo hóa. Trong một số những cái tiền thân Đức Phật, chúng ta thấy là Đức Phật vào làm con khỉ, rồi làm con nai này nọ kia để giáo hóa. Do những cái tiền phân để cứu độ chúng sanh là trên cũng một cái trên đường đi, là một con người bình thường. Thấy mấy con cọp mà non nó đói vì mẹ nó bị ai bắt giết rồi, thì lấy cái cây đâm vô cổ mình để xịt máu cho con cọp nó uống. Đó là phương tiện độ sanh, cái công hạnh độ sanh Đức Phật là chúng ta không nói được. Mà hằng hà sa số đời kiếp đã từng hy sinh cái thân mạng để cứu độ chúng sanh. Hy sinh cái thân mạng cứu độ chúng sanh chứ không phải giáo hóa chúng sanh giác ngộ đâu. Nó chỉ là một lần gieo duyên mà mình đã mất mạng rồi. Vậy mà các vị Bồ Tát làm á. Đó giống như cho mấy con cọp ăn sao nó giác ngộ được. Nhưng mà phải đâm cái cổ của mình để xịt máu chết nằm ngay tại đó, để mấy con cọp này nó uống máu từ từ nó tỉnh rồi nó ngồi vậy, nó cạp thịt để nó ăn hết thịt. Thì nó đi hết mạng rồi. Nhưng mà chỉ cho con cọp ăn, cọp con ăn thôi, không biết là mấy mốt cọp con ăn này nó thành gì, nhưng mà vẫn làm. Thật ra trên bước đường mà độ sanh của Đức Phật trước khi thành Phật á, tức là tiền thân Đức Phật khi thành hạnh Bồ Tát, thì rõ ràng là hy sinh hằng hà sa số thân mạng. Mà trong kinh diễn tả là sao? Khắp tất cả cõi nước ở mười phương, nếu mà các ngươi cầm cái cọp mà cắm xuống bất kể chỗ nào, là chỗ đó ta đã từng bỏ mạng để cứu độ chúng sanh đó. Từng mảnh đất nhỏ ở chỗ chúng ta đang ở đây,
Cái thế giới này là thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà Đức Phật dùng cái từ là khắp pháp giới mười phương. Nếu các ông mà cầm một cái cây nhỏ mà cầm xuống chỗ nào là chỗ đó ta đã từng trải thân mạng để cứu độ chúng sanh đó. Thì rõ ràng là Đức Phật đã từng hy sinh thân mạng mình để cứu độ chúng sanh vô lượng vô số kiếp về trước, để mới có thể trọn cái công hạnh độ sanh. Ra nói mà không dám trở lại cõi người là chưa phải rồi. Còn xa với đạo giác ngộ giải thoát lắm. Thì chúng ta mà quyết định trở lại cõi người ở đời sau một cách rất là tự tại mà không có một cái niệm sợ hãi nữa đó, đó là tâm nguyện vì cái thương yêu cái cõi người của mình, mặc dù là rất là khổ. Qua cái khoảng thời gian sau nữa thì cõi người nó xuống một mức trầm trọng khổ sở nữa, chứ không có ngang từng mà mình đang ở đây đâu. Tức là qua một cái khoảng chừng khoảng vài chục năm nữa, chúng ta thấy là cái cấp độ con người nó xuống rất là thấp. Cái việc mà hơn thua chém giết giành giật lừa lọc với nhau của cái loài người nó sẽ xuống với một cấp độ nữa kinh khủng hơn nữa, chứ không có ngang tầng này. Thì vậy là nếu mà chúng ta quay lại đời sau hả, là bị mang thẹo nhiều lắm trong suốt đời. Bị chém, bị giết, bị đủ thứ chuyện đó, đó. Chứ không phải đơn giản như cái đời này chúng ta đã thấy quá sợ rồi đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Phải nói là chưa, tức là cái sự xuống cấp của loài người nó đang xuống mức độ rất là trầm trọng. Thì là những cái xấu ác, những cái quái quỷ, những cái ma mị, những cái quỷ quyệt của loài người nó xuống một cái tầng sâu lắm. Mà dám không? Dám trở lại đây tiếp tục nữa thì mới ngon chứ. Đó, rồi nếu mà là một đại Bồ Tát thì phát nguyện đời sau trở lại đây tiếp đi. Đó, để phụ với các vị chư thiên, các vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Chứ nếu không mà bỏ chạy đi đâu cũng khó lắm. Cái càng khó chừng nào thì càng mó tay vào mới là ngon. Nghe chưa? Trở lại đây nhiều phước báo hơn. Đừng có đi cõi khác. Ở đây mà ngon, mà ở lại cái cõi này mà làm phước tiếp tục là rất là nhiều phước báo. Nên cố gắng là chúng ta phát nguyện như vậy. Cả ái nhạo phổ chiếu thiên vương được giải thoát môn, vô lượng phổ môn đà la ni thường được diễn thuyết. Tức là cái vị này thì có cái khả năng là diễn thuyết tất cả các môn đà la ni, là nói tới cái gì đó, những cái câu chú, những cái bài chú, những ấn khế, là người này có khả năng đó. Thế gian tự tại chủ thiên vương được giải thoát môn, có thể làm cho tất cả chúng sanh gặp Phật sanh tính tâm. Cái này cũng khó à. Rõ ràng như cái đời mình sao gặp Phật nó không được, gặp đích thân Đức Phật thì gặp được cái hình bóng của Đức Phật. Ví dụ như có một cái tướng của Đức Phật được tạo ra trang nghiêm đẹp đẽ mà để cho một người nhìn thấy để sanh cái tính tâm, thì đó là cái công đức của cái gì? Tự tại chủ thiên vương, mà ông này có khả năng đó. Đó khi chúng sanh đứng ngắm nhìn Đức Phật chưa có thấy gì, cái mà ông tác ý để cho mình thấy, mình tự nhiên mình kính, mình tin Phật, mình sanh tính tâm đối với Đức Phật. Đó là năng lực của cái vị thiên vương này, ông làm được cái điều đó. Quan diệm tự tại thiên vương được giải thoát môn, có thể làm cho tất cả chúng sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly. Ông này cũng giỏi nữa rồi, phải không? Tức là nghe được cái pháp của Phật, vừa tin nè, vừa mừng và gì? Và được xuất ly sinh tử. Tin mừng thì chuyện nó cũng không có khó, nhưng mà được xuất ly á là chuyện khó hơn, đúng không? Chúng ta nghe, chúng ta có thể tin, chúng ta có thể vui, nhưng mà được xuất ly tức là được giải thoát thì chưa. Nhưng mà ông này có khả năng làm việc đó, nếu chúng ta gọi là gì? Đủ sức để thừa đương, để kham nhận thì sẽ được cái sự gia trì đó. Nhạo tu di pháp biến hóa thiên vương được giải thoát môn, chứng nhập công hạnh điều phục tất cả Bồ Tát vô biên vô tận như hư không. Cái ông thiên vương này mà có được cái khả năng giải thoát cái gì? Chứng nhập cái công hạnh điều phục của tất cả các vị Bồ Tát vô biên vô tận như không luôn. Tức là có khả năng tự điều phục mình, cũng như có cái năng lực để điều phục tất cả chúng sanh như các vị Bồ Tát, để làm cho chúng sanh từ cái lầm mê quay về với cảnh giới giác ngộ giải thoát. Vô lượng vô biên các vị Bồ Tát có năng lực này, thì cái vị chư thiên này cũng đủ năng lực đó. Thì rõ ràng là vị này so với các vị Bồ Tát là không có khác nhau cái gì. Từ công hạnh cho tới trí huệ tới năng lực là đều như nhau. Biến hóa tràng thiên vương được giải thoát môn, bi trí rộng lớn, quán sát vô lượng phiền não của chúng sanh. Cái người này có đầy đủ cái lòng từ bi, có đầy đủ trí huệ rộng lớn để thấy được vô lượng phiền não của chúng sanh mà quá giải, để làm cho chúng sanh thoát khỏi cái phiền não, thoát khỏi cái lầm mê.
Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn, phóng quang minh hiện thân khẩu ý của Phật để nhiếp hóa chúng sanh. Hôm nay là hơi bị dữ rồi, không? Tức là có cái khả năng mà phóng cái quang minh, tức là tạo ra được một cái loại ánh sáng. Ánh sáng đó là hiện được cái thân tướng của Đức Phật để giáo hóa chúng sanh. Thì rõ ràng là cái người này cái năng lực cũng lớn, thần thông lớn mới có khả năng hiện tướng Phật. Chứ hiện tướng Phật không phải đơn giản à. Tới giờ phút này mà chúng ta muốn mong mỏi chúng ta được thấy Phật thật ở cái thời Đức Phật còn đang có mặt ở Ấn Độ thôi, chúng ta không có đủ sức này. Không biết cái tướng Đức Phật ra làm sao, mặt Đức Phật làm sao, chân mày Đức Phật làm sao, miệng Đức Phật làm sao, mà vị này là hiện rõ ràng thân tướng, thân khẩu ý Đức Phật luôn, mà hiện trong cái quang minh, tức là cái hào quang sáng chói để mà hiện ra thân Phật. Giống như trên màn hình mà chúng ta chiếu ra một cái hình gì đó thì người này có khả năng đó. Lúc đó thanh tịnh huệ, danh xưng Thiên Vương thừa oai lực của Đức Phật quan sát khắp tất cả thiên chúng, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến thiên rồi nói kể rằng: rõ biết pháp tánh là vô ngại, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn, khiến chúng đồng quy biển giải thoát. Cái này nó cũng giống giống mấy ý trước rồi. Tức là tất cả các pháp mà khi một cái vị thiên tử này thấy được sao là nó không có ngại, không có ngăn ngại, tức là các pháp đều giải thoát. Mà thấy được các pháp giải thoát không phải là một nơi một chốn mà hiện khắp mười phương vô lượng cõi luôn. Và đồng thời gì? Nơi cảnh giới Phật đó đó không có nghĩ được, tức là Đức Phật có khả năng là vô ngại tự tại đối với tất cả các pháp khắp mười phương pháp giới, là cảnh giới đó là cảnh giới Phật mà chúng ta không thể nghĩ lường tới được, tức là không thể nghĩ bàn tới cảnh giới tự tại giải thoát đó nổi. Như Lai ở đời vô sở úy, hiện trong các cõi như vang bóng, tánh pháp rốt ráo không khởi sanh, thắng kiến Thiên Vương ngộ nhập được. Tức là ông này ông ngộ nhập được cái gì? Là thấy được Đức Như Lai là vô sở úy, là vô sở y, và đồng thời là hiện khắp tất cả hư không này như bóng như vang. Có nghĩa là Đức Phật đã hiện khắp trong hư không này chứ không phải là không có. Và pháp tánh đó là sao? Cái đó là rốt ráo không khởi sanh. Mặc dầu là Như Lai vô sở úy, Như Lai vô sở y, hiện khắp tất cả những cái ở hư không này như bóng như vang, nhưng mà chưa từng sanh khởi. Hiện nhưng mà vẫn tịch tịnh chứ không phải là sanh khởi. Thì khi nào mà chúng ta thấy Đức Phật mà hiện trong cái sự tịch tịnh đó là rõ ràng là chúng ta đã thấy được pháp, thấy được pháp của Đức Phật. Từ vô lượng kiếp tu phương tiện thanh tịnh các cõi khắp mười phương, pháp giới bất động thường như như tịnh đức Thiên Vương đã tỏ ngộ. Tức là chúng ta thấy một cái người mà tu tập từ vô lượng vô biên kiếp mà phương tiện để là thanh tịnh cõi nước khắp mười phương và đạt được cái gì? Là pháp giới bất động thường như như. Chúng ta tu tập đến một ngày nào đó chúng ta thấy khắp pháp giới này đều là như như bất động, thì chúng ta ngang giới là tịnh đức Thiên Vương. Tịnh đức Thiên Vương tỏ ngộ điều này. Và nếu như công phu chúng ta mà chưa đạt tới cái cảnh giới này thì biết rằng Phật đạo chúng ta chưa mở cửa. Nhắc lại, đây là những cái cảnh giới tu chứng trên bước đường tu tập Phật đạo, mượn tên của vị Thiên Vương này, mượn tên của vị Thiên Vương kia để nói từng bước, từng bước, từng cái thấy, từng cái nhìn. Đây là cái thấy tổng hợp của tất cả những bản kinh Hoa Nghiêm ở phần sau. Cho nên cái phần mà thế, cái phẩm mà Thế Chủ Diệu Nghiêm này là giống như một cái phần tổng hợp về cái tinh yếu, về cái nghĩa lý của toàn bộ bản kinh. Thì ra là chúng ta phải chú ý từng cái thấy một, từng cái hiểu một, từng kiến giải một của các vị này, để đi sâu vô trong chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Chúng sanh ngu si bị chướng che, mù tối thường ở trong sanh tử, Như Lai dạy cho đạo trong sạch, Tu Di Âm Vương được giải thoát. Thì cái này là dễ hiểu, chúng ta không cần bàn. Chư Phật thực hành đạo vô thượng, tất cả chúng sanh không lường được, thị hiện các thứ phương tiện môn, tịnh nhãn Thiên Vương quan sát rõ. Những cái này thì trước có nói rồi đúng không? Tức là cái gì của chư Phật thì chúng ta không thể nào mà thấy biết hết, là cái thần lực của Như Lai khi Đức Phật thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì để thị hiện cứu độ chúng sanh với tất cả những cái trí tuệ của mình để cứu giúp chúng sanh. Những cái điều này dễ hiểu rồi. Như Lai thường dùng môn tổng trì,
nhiều như vi trần trong các cõi, dạy bảo chúng sanh khắp mọi nơi, phổ chiếu thiên vương đã chứng nhập. Ông này đã chứng nhập được một cái điều rất là đặc biệt là đã thấy được cái Như Lai sử dụng cái môn tổng trì, tức là cái pháp của Đức Phật nó thâu gồm tất cả những cái tinh yếu giải thoát và nhiều vô lượng vô biên vô số kể để giải bảo khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Ở cõi mình Đức Phật phương tiện kiểu gì, cõi trời Đức Phật phương tiện kiểu gì, Long Cung Đức Phật phương tiện kiểu gì, ở cõi súc sanh địa ngục ngạ quỷ Đức Phật phương tiện kiểu gì, thì cái vị thiên vương này chứng nhập được. Vì vậy có nghĩa là vị thiên vương này cũng có khả năng để có thể cứu độ, có khả năng để thể hiện cái môn tổng trì giác ngộ giải thoát tận nguồn của Đức Phật để có thể giáo hóa chúng sanh giác ngộ. Như Lai ra đời rất khó gặp, qua vô lượng kiếp gặp một lần, làm cho chúng sanh hiểu biết tin tự tại chủ thiên vương đã chứng được. Cái này là mình nghe thường đúng không? Như Lai ra đời khó gặp rồi, vô lượng kiếp mình mới có thể gặp được. Phật nói pháp tánh đều vô tánh, rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn, khiến khắp chúng sanh khởi lòng tin, quan diệm thiên vương khéo rõ biết. Phật nói pháp tánh đều là vô tánh thì điều này là khó hiểu thiệt á. Cái tánh của các khả các pháp đều là vô tánh. Cái này chúng ta có thể dễ hiểu không? Nếu chúng ta thấy tất cả các tánh là tánh thì chúng ta không phải là người thấy tánh. Nó giống như trong Kinh Kim Cang nói là cái này không phải là cái này, nó mới thật là cái này. Thì cái tướng nó thực là vô tướng, tánh thật của tánh là vô tánh. Ví dụ từ tánh chứ không phải là cái gì nó cố định. Cái tánh đó mà trở thành cố định là tánh là tánh. Nhưng mà tánh thực sự nó không phải là một cái gì cố định. Chúng ta tạm hiểu nó là tánh, chúng ta tạm hiểu nó là cái trùm khắp, nó tạm hiểu nó là cái toàn tri. Nhưng mà nó không phải là cố định là trùm khắp, nó không phải là cố định là toàn tri, nó không phải là cái tánh cố định đó. Cho nên tánh nó chính là vô tánh. Vô tánh nó mới là tánh. Nó không có cái gì nó mới là tánh. Nhưng mà tánh thì thật sự không phải là cái gì, mà nó là tất cả những cái đang có, đã có, sẽ có. Thì đó mới là tánh. Khi mà chúng ta hiểu về tánh là chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên tánh cố định là biết, tánh cố định là thanh tịnh, tánh cố định là trùm khắp. Thì tánh là tánh. Mà chúng ta hiểu tánh như vậy là chúng ta hiểu sai. Nhưng tự tánh là sự thanh tịnh, tự tánh là trùm khắp, tự tánh là sáng suốt, tự tánh là toàn tri. Nhưng mà không phải toàn tri thì mới thật là toàn tri. Khi nào chúng ta thấy cái toàn tri không phải là toàn tri mới thật là toàn tri, thì tánh mới không phải là tánh. Mà thật sự tánh không phải là tánh. Chúng ta toàn tri nó cố định là toàn tri là chúng ta sai rồi. Chúng ta khẳng định một cái điều gì đó cho tự tánh là không đúng. Tự tánh không phải là điều để chúng ta khẳng định, nhưng cũng không phải là điều để chúng ta phủ định, nhưng nó cũng phải là khái niệm. Nếu chúng ta có một chút khái niệm về tự tánh thì tánh nó thành tánh rồi. Tánh không có thể nào chúng ta có thể khái niệm được. Cho nên tánh vốn là vô tánh. Nếu khi nào chúng ta hiểu tánh là vô tánh thì khi đó là chúng ta sẽ hiểu được cái pháp Phật nhiệm màu cả mức độ nào, không? Rộng lớn rất sâu không thể nghĩ bàn được. Mà nếu mà khiến cho chúng sanh đó mà khởi cái lòng tin được điều này là một điều rất khó chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ mà giảng giải cho một chúng sanh hiểu được cái tánh vô tánh này. Chúng ta đã học đạo học thiền rất là lâu rồi, nhưng bây giờ nói là tánh là vô tánh, chúng ta đứng lên lý luận chúng ta nói không ra, nó không nổi đâu. Chứ không đủ cái kiến giải, không đủ kiến thức. Và chỉ cần khởi lòng tin tánh là vô tánh thôi là đã giỏi rồi đó. Không phải đơn giản, chúng ta chỉ cần tin cái tánh là vô tánh, chúng ta hiểu được cái tánh và vô tánh là đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà đây là một cái điều rất là khó về tự tánh. Cho nên những người mà hiểu tự tánh là bất sanh, bất diệt, là bất hoại, là thường hằng, là thường tịch, là thường tri, là thanh tịnh, là cái gì đó, rồi bắt đầu mình nói tôi công phu cái tự nhiên trong mấy tháng vừa qua tôi ở cái tri không, tôi không có thay đổi. Nó tánh là tánh rồi. Nhưng mà thật sự tánh là vô tánh, cho nên thường tri kéo dài đó là sai. Có một cái gì mà xảy ra trong hai sát na liên tục xảy ra là sai. Nó không phải là tự tánh. Tự tánh vốn từ vô trụ mà. Không phải là tự tánh vô trụ, mà tất cả các pháp đều vốn là vô trụ. Vô trụ có nghĩa là không lập lại, có nghĩa là không thể khẳng định cái đó là cái đó, nó mới thật là cái đó. Cái đó không phải là cái đó, nó mới là cái đó. Còn cái đó là sai rồi.
Cho nên tánh vốn thật là vô tánh, tướng vốn thật là vô tướng. Cái này không phải cái này nó mới thật là cái này. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái này mà không phải là nó thì là chúng ta thấy được sự thật của cái này. Còn bây giờ chúng ta thấy cái này nó nguyên là cái này, đúng không? Cho nên chúng ta không thấy đến sự thật mà chúng ta chỉ thấy cái hiện tướng, cái ảo tướng của nó đang hiện ra thôi. Chúng ta chỉ thấy cái ảo tướng thôi. Ở ra cái tự tánh không thể thấy bằng cái ảo tướng. Cho nên tánh thật sự vốn là vô tánh. Nó không có cái gì là nó cố định ở một cái vị trí, một nơi, một cái khái niệm nào, một cái sự khẳng định nào về tự tánh là không phải. Nhưng tánh thật sự là vô tánh. Tam thế Như Lai công đức đủ, hóa độ chúng sanh bất tư nghì, suy nghĩ nơi kia sanh mừng vui, nhạo pháp thiên vương khai diễn được. Này thì dễ hiểu rồi ha. Chúng sanh chìm trong biển phiền não, kiến trược ngu si rất đáng sợ, Như Lai thương xót khiến thoát ly, hóa tràng thiên vương quan sát thấy. Này thì cũng dễ hiểu rồi. Như Lai thường phóng đại quang minh, trong mỗi quang minh vô lượng Phật, điều hiện Phật hóa chúng sanh, diệu âm thiên vương đã chứng nhập. Cái này cái người này thấy hơi kha khá nè. Tức là Như Lai thường phóng đại quang minh, tức là thấy được cái đại quang minh của Đức Phật là khó, thiệt là khó. Nhưng mà dễ mình đây mình thấy được miếng nào. Mình thấy rồi. Mình thấy tối hù tối thui, chứ mình đâu có thấy được cái đại quang minh của Đức Phật đâu. Nhưng mà các vị thiên tử mà có cái trí huệ thật sự á, thì không có phút nào các vị không thấy đại quang minh của Phật. Ở ông thiên tử này thấy rõ nè. Tức là thấy rõ ràng là cái đại quang minh Đức Phật lúc nào cũng hiện hiện. Trong mỗi mỗi cái quang minh vô lượng của Đức Phật á, điều gì? Điều hiện Phật hóa độ chúng sanh mới là ghê. Tức là thấy cái quang minh đó rồi, và đồng thời ở nơi quang minh Đức Phật là hiện thân Đức Phật để hóa độ chúng sanh nữa, chứ không phải thấy hào quang bình thường. Mà rõ ràng như hồi đầu trong cái cảnh giới Phật đã nói rồi, đúng không? Tức là cái quang minh Đức Phật đã hiện khắp mười phương pháp giới, đã dung thông khắp mười phương pháp giới, rồi biến tất cả chúng sanh, nó hiện trong cái quang minh đó là tất cả chúng sanh đều gì? Đều được thành Phật, như quang minh của Đức Phật soi sáng. Thành ra chỗ nào quang minh Đức Phật soi tới là chỗ đó đều có hóa thân của Đức Phật để hóa độ chúng sanh. Đó là cái thấy của gì? Của Diệu Âm Thiên Vương đã chứng nhập. Diệu Âm Thiên Vương chứng nhập tới cái điều này là ghê gớm lắm á. Hiểu tới điều này đã là một cái chuyện rất là khó rồi. Thấy được quang minh Đức Phật trong đời này là một chuyện rất khó rồi. Nó nội ví dụ như ở đây cũng có rất là nhiều người đã từng đi tới Ấn Độ, đúng không? Đã từng sống ở cội Bồ Đề. Bây giờ hỏi một câu là ai tới đó thấy được cái lực định của Đức Phật còn tồn tại ở đó như thế nào không? Lắc đầu hết. Thấy lại Phật là kịch kịch với sân xi măng thôi, chứ không thấy chuyện gì khác. Tới đó ngồi thiền hả, cũng rặn đỏ mặt luôn mà đâu có định được đâu. Tại vì cái tầng tâm thức chúng ta ở ngoài cái tầng định của Đức Phật. Cho nên khi mà mọi người đủ cái định lực á, chúng ta chỉ cần là bước chân tới mảnh đất Ấn Độ thôi, là chúng ta thấy cái định lực của Đức Phật Ấn Độ nó tràn ngập ở nơi đó, khiến cái sự yên bình xảy ra trong sâu nơi tự tâm chúng ta nó lộ ra liền. Còn đến cái chỗ đó là gần như mình bị chấn động. Chấn động để sụp đổ tất cả những cái loạn động của mình, chứ không phải chấn động gì khác. Để mình được rớt trong cảnh giới định lực của Đức Phật ở tại cội Bồ Đề đó, mà không cần phải ngồi thiền. Ngồi thiền mà cứ là ngồi nhiếp tâm bị mũi chích rồi đập bụp bụp đó, chứ cần định không nổi. Định không nổi đó. Cho nên là thấy được cái lực định, thấy được cái quang minh Đức Phật là những người nó có một cái gì đó đủ gọi là gì, ở trước là đủ cái sức để kham nhận. Thì Đức Phật khiến cho chúng ta thấy được những cái điều, những cái thần biến, những cái định lực, những cái trí tuệ, những quang minh Đức Phật đang tồn tại ở khắp pháp giới này, chứ không phải là một nơi một chốn ở đất Ấn Độ. Giống như bây giờ ở ngay pháp hội này, từ sáng giờ nếu mà người nào có khả năng kham nhận được pháp Phật là được Đức Phật cho thấy ngài rồi. Sáng giờ chúng ta thấy cái bóng này không, chứ không thấy hình Phật, đúng không? Cái khả năng chúng ta chưa đủ để kham nhận cái điều Đức Phật dạy. Cho nên là cũng cố gắng lần sau, đúng không? Cố gắng lần sau để cho chúng ta đủ khả năng để kham nhận, thì năng lực của Đức Phật sẽ cho chúng ta thấy Phật hiện tiền. Ngày nào chúng ta được một cái lần để mà nhận thấy được Phật hiện ra, thì rõ ràng là chúng ta đủ khả năng để kham nhận cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai khắp mười phương này. Và khi nào mà chúng ta thấy Phật hiện ra thì biết rằng là chúng ta đã bắt đầu ở trong cảnh giới Hoa Tạng Tỳ Lô Giá Na của Phật, ở trong cảnh giới của Hoa Nghiêm này. Còn bây giờ chúng ta thấy cây cỏ lá hoa bình thường,
thì chưa phải, không? Chưa phải thì chưa chính thức dự hội Hoa Nghiêm. Ngồi từ sáng giờ nghe nhưng mà chưa chính thức dự hội. Đang là người ở đâu nghe ké. Ở ngoài đã nghe ké rồi. Rồi chính thức dự hội Hoa Nghiêm là tất cả những đây là phải rực rỡ hào quang. Cái cành lá này nếu mà so với một cái viên kim cương 100 carat mà có khác nhau là không phải. Nó còn rực rỡ, còn đẹp hơn cái viên kim cương đang trị giá hàng triệu triệu đô ở thế giới này nữa. Một cành lá nhỏ này thôi, nếu chúng ta đủ sức thấy như vậy là chúng ta nhập trong pháp giới tàng thân của Như Lai, nhập trong cảnh giới Hoa Nghiêm. Để thấy rằng tất cả những cái mà hiện tướng ở đây đều toàn là những cái vật báo đang trang điểm, đang trang nghiêm cho cảnh giới Hoa Nghiêm mà Đức Phật sắp nói ở đoạn sau. Ở đây đang diễn tả, phải không? Đang diễn tả những cái cảnh giới mà những người mà được dự trong pháp này là đều là những người phải thấy biết giác ngộ giải thoát như từng bậc các vị chư thiên này. À, cái người thấy tất cả các pháp là các tánh là vô tánh, rồi cái tướng là vô tướng, rồi thấy là được pháp môn vô lậu giải thoát, đạt ngộ tự tại, cứu độ chúng sanh muôn loài, vân vân. Tất cả những cái kiến thức, những kiến giải, những công phu, những cái tu chứng của các vị chư thiên này có được những cái miếng như vậy mới rớt vô cái hội Hoa Nghiêm được. Mà từ sớm giờ là tất cả những cái được, những cái giác ngộ các vị chư thiên là gần như chúng ta chưa dính miếng nào, đúng không? Chưa dự hội được. Được gán chứng vạn miếng giống như mấy ông chư thiên đi. Là chúng ta hiện thân trong pháp hội Hoa Nghiêm liền á. Còn nãy giờ mình đọc mình thấy vẫn lạ lạ với mình. Chưa phải, phải là quen thuộc với chúng ta và gần như cái này tôi có rồi. Nếu mà ai đọc tới những cái chứng, những cái đắc, những cái đạt của mấy ông chư thiên này mà mình thấy ủa mình có cái này rồi là biết rằng mình vô rồi đó. Biết ở trong pháp hội Hoa Nghiêm. Nhưng mà nãy giờ có ai thấy quen không? Chưa thấy lạ, lắc đầu thấy lạ không à. Vậy là chưa dự hội được. Nghĩa là nếu như chúng ta được một trong tất cả những cái điều mà các vị chư thiên nãy giờ có là chúng ta đã ở trong hội Hoa Nghiêm. Được vậy mới dự hội rồi mới đi vô cái chỗ sâu hơn. Đây là mới là cái màu đầu thôi, cho nên là cái trang bị để chúng ta mới thấy rằng cái Hoa Nghiêm là gì, không? Là những cái đẹp của các công hạnh tu hành chứng đắc để trang nghiêm cái cõi mà Đức Phật muốn nói bằng những cái cảnh giới tu chứng của các vị chư thiên này. Hồi nãy mình nói tất cả những công đức, những công hạnh tu hành của khắp pháp giới mười phương, tất cả các đời mà Đức Phật đã từng tu tập chứng đắc để trang nghiêm cái cõi mà Đức Phật đang muốn nói. Cái hiển hiện ở nơi đó là hiển hiện tất cả những công hạnh tu hành. Cho nên hiển hiện cái hoa tạng pháp giới thì mỗi một vị chư thiên chứng cái đó là một hoa trong pháp giới hoa tạng này. Một đóa hoa đang nở theo cái chiều là tất cả các pháp nó vốn là không, tất cả các pháp vốn là không có sở y, tất cả các pháp đều vốn là không sở trụ, tất cả các pháp đều là tự tại, tất cả các pháp là không, đều vô tu, vô trụ, vô chứng, vô đắc. Thì mỗi một cái đó là mỗi một hoa được kết thành một cái tràng hoa, hình thành một cái hội Hoa Nghiêm. Như vậy là những người này bắt đầu xuất hiện đó là bắt đầu kết tràng hoa. Ông chư thiên này là xuất hiện cái là một tràng hoa, ông chư thiên cái là tràng hoa, tràng hoa, tràng hoa. Tất cả những cái tràng hoa đó đều gom tụ để thành hình một cái gọi là cái lâu đài mà Đức Thế Tôn đang ngự trị như hồi diễn tả ban đầu. Đó, ra chúng ta thấy là không phải là ở đây nói chuyện khơi khơi, tự nhiên cái giới thiệu ông này được, ông này ông kia được, ông kia làm gì á, dính gì tới mình, đúng không? Nhưng mình không dính là mình không có vô hội. Mà gán dính đi nó đọc vòng nãy giờ thấy ông chư thiên này có này, ông chư thiên có kia, cái mình cũng cảm giác sao nói chi lòng vòng, không biết kinh Hoa Nghiêm nói gì mà cứ vòng qua vòng lại tùm lum thì nó dài lòn thòn như vậy. Nhưng mà dính gì tới mình đâu, không dính thì mình chưa dự hội được. Phải thấy dính mới được, dính đại với ông nào đó, một cái pháp nào đó, ông đạt ngộ cái gì đó mà có nơi mình cái là biết rằng mình đang ở trong hội đó liền á. Nha, giờ nói gắn thiền định để chúng ta đạt được những cái mà mấy ông chư thiên nãy giờ có. Cái thôi, được cái như mấy ông hồi nãy giờ thôi là chúng ta đang ở hội Hoa Nghiêm được. Thật ra muốn vào dự hội Hoa Nghiêm đó là những cái gọi là cái gì? Cái tiêu chuẩn. Phải nói như vậy đó, tất cả mọi chư thiên nãy giờ đang kể ở đây là những tấm vé để dự hội Hoa Nghiêm. Chúng ta gắng mua được tấm nào đó thì mình, đúng không? Phải mua được một trong những cái vé này là chúng ta được dự hội Hoa Nghiêm chính thức. Còn nếu mà không mua được mấy tấm vé này là dự thính,
cái Pháp Hội Hoa Nghiêm, tức là người không chính thức, không có chính thức. Đó, cho nên là được Đức Phật ấn khả cho mình giữ Hội Hoa Nghiêm hay không là trong tất cả những cảnh giới tu chứng hồi nãy giờ được kể trong các vị chư thiên là chúng ta phải có, thì biết rằng chúng ta đã thực sự ở trong Pháp Hội Hoa Nghiêm rồi đó. À, lúc đó mới là chính thức là học và chính thức hòa nhập trong cái pháp giới toàn thân của Đức Phật. Và chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Thì có lẽ là tuần sau chúng ta cũng vẫn tiếp tục học Hoa Nghiêm. Rồi nếu có những cái giảng gì lẻ thì chúng ta sẽ thông báo, mà chúng tôi nghĩ là chắc buổi giảng cuối tháng sẽ giảng một cái đề tài lẻ nào đó, hoặc là như kinh Trung Bộ chúng tôi đã nói hồi sáng. Còn lại mấy cái tuần đầu này thì chắc sáng chiều chúng ta học Hoa Nghiêm để coi gây là thành Phật nhiều hay ít. Tức là ngày nay tuần này thì hơi buổi sáng hơi đầy đầy đúng không, chiều lưng lưng là thành Phật thăng hết rồi trở về quốc độ hết rồi, ra là nó lưng, thì kỳ sau chắc chắn là lưng hơn nữa, nó lưng. Chứ nếu mà các vị Đại Bồ Tát ở mười phương chưa thành Phật là bắt đầu mới câu hỏi về cái hội trường này để tiếp tục nghe kinh Hoa Nghiêm. Và hy vọng là kỳ sau sẽ có rất là nhiều các vị thiên tử, các vị thiên nữ, rồi các vị đại thần Kim Cang, các vị Bồ Tát các nơi về câu hội vô pháp hội này tiếp tục để khai hội Hoa Nghiêm tiếp tục nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thôi chúng ta nghỉ ha, bây giờ chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thế
bây giờ đạo đời tỏ rằng ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật Tổ Oai Linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu.